đi mua là không ổn luôn cái điện thoại này á. Má chị lắc luôn rồi. Lắc hơn iPhone 8 nữa. Hơn nửa tiếng hồ luôn hả? Ok chứ bà ơi, mạng ok chưa vợ? Để biết đường like coi. Còn không thôi để sáng mai like coi. Trời cái gì đâu mà like cái su cà na từ nãy tới giờ luôn nha ta. Lên hàng không yên luôn á. Cứ la ba chập ba giật, ba chập ba giật hoài luôn à. Vô chơi vô chơi vô lại giùm em ấy. Nè ngố lắm là dễ thương lắm. Ngố này 58kg trở lại mặt đẹp giùm em. Ngố này 58kg ha. Dễ thương cực kỳ luôn. Má ơi cái đồng ở đây nó đẹp gì đâu rồi nè, xẻ tà nè. Trời ơi nó muốn rụng cái nụ luôn á ta ơi. Mà lên không ai mua muốn xỉu luôn. Bộ ngố đi người ơi, đây nè ngố nè gái ơi. Chị la cái đầm maxi hoa chưa chưa em ơi. Ta chưa có lên được cái gì luôn hôm nay em ơi. Thì hôm nay nó xuông cà na từ nãy tới giờ luôn. Không lên được cái gì mới yên ổn luôn á ta. Nè lên cái ngố nhanh nhanh nè mấy chị. Nè ngố mới về nè. Đó mẫu này giùm em luôn ha. Giờ giờ ai coi được thì coi đi, không tôi lên nhanh nhanh rồi tôi còn lấy hàng sale nữa. Rồi ai coi được thì coi đi. Rồi không sáng mai tính tiếp bọn thôi, chưa mai tính tiếp chứ giờ mệt quá rồi. Hôm nay like cái gì đâu mà điên điên khùng khùng từ nãy tới giờ luôn á. Rồi ok nè ha, like nhanh nha mấy chị ơi. Rồi bộ ngố giùm em luôn, Mickey với mấy chị. Rồi giá rẻ cho mấy bà trẻ luôn nè. 50 nhiêu tiền mục tiêu rồi. 65.000 bộ, lên màu nhanh luôn. Nè màu tím. Áo màu con hình của Mickey màu gì là cái quần nó màu đỏ nha mấy chị nha. Rồi màu tím giùm em, màu đỏ nè, nhớ chia sẻ livestream lại giùm em ha mấy chị ha, nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy bà nha, cảm ơn mấy bà rất là nhiều luôn. Rồi màu nâu nè, rồi màu màu vàng nè, màu nâu màu vàng mấy chị nè, đó bộ ngố giùm em ha, trời dễ thương lắm luôn. Mấy em mới giờ thêm cho khách á, bộ hơn cái này về là một nút nhạc nè mấy chị nè, đẹp lắm luôn, đó vải là bao xịn sò cho mấy chị ha. Áo em đang mặc là 75.000, bộ em đang đầm em đang mặc là có 75.000 cái à, quá trời rẻ luôn, hàng có tay nữa nha mọi người nha, cái vải nè. Trời ơi, quá trời xịn luôn á trời. Nó còn đẹp hơn cái chất bua rip luôn á mấy chị. Xinh lắm luôn á. Giờ không có được em không biết sao luôn á mấy bà ơi. Còn phục vi lấy 5 không vàng nè. Trời ơi, dễ thương lắm luôn. Yên tâm mà mua mấy bà. Mặt cưng lắm, cưng luôn á. Phục vi nè, lấy 5 không vàng nè. Rồi ok nè. Rồi em mở cho bà gái coi cái màu vàng nha. Màu vàng dễ thương lắm. Em có vàng, có hồng, có đỏ, có tím. Vàng, hồng, đỏ, tím nha mọi người nha. Dễ thương kê luôn á nè. Coi nè. Màu vàng nè. Xinh lắm. 65.000 bộ giùm em thôi nha. Em nó nghe là buồn hỏi bộ này đi đầu live chim. Đầu live cho đầu xuôi đuôi lọt giùm em nhé ơi. Đầu live cho đầu xuôi đuôi lọt em với mấy bà. Còn bộ dịch không chị, bộ dịch là bộ gì vậy? Em nó nghe giờ chị còn bộ Mickey được không em? Bộ con này được không bé yêu ơi? Rồi giá 75.000 bộ giùm em. 65.000 bộ nha mọi người nha. Rẻ bèo luôn. Rồi ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số em mấy chị ơi. Nhanh tay lẹ chân mới chơi màu đỏ nè. Dễ thương lắm. Đó, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng ha. Quần ngố trắng còn không chị hết rồi bé ơi. Quần ngố trắng hết nha. Ôi lộn bà Thùy Vân ơi, Thùy Chân hết rồi quần ngố trắng rồi. Rồi 5 màu giùm em luôn. Thích màu 4 màu giùm em nha mấy bà nha. Thích màu nào chốt màu đỏ giùm em luôn mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu luôn nè. Lên màu lại lần nữa ha. Chương Diễm đó mà Chương Diễm. Đó, Mickey nha mọi người, màu tím dễ thương quá. Màu tím
kiếm cân quá trời cân luôn rồi, 65.000 bộ. Ai lấy ngó chút ngó cho em luôn. Tím nè, đỏ nè, không có túi nha mấy chị ơi. Hàng này em không có túi nha mấy chị. Xẻ quá trời quá đất luôn nha mấy bà, còn đừng có túi nữa. Chưa chị xẻ qua cho cá nhân không? Rồi ok, lên nấu thùng đi chị, chưa em ơi. Đợi chút xíu đi bà ơi, giờ mấy bà đòi em lên, lên theo ý mấy bà lắm. Tôi lên theo ý mấy bà mà mua đúng một bộ một luôn nè. Tôi làm biến lên theo ý mấy bà lắm. Nên là để em lên cái gì mấy bà cảm thấy ok bà lấy giùm em ha. Rồi ngó tiếp với chị Trân Rose nè. Chị Trân Rose nè. Ủa màu tím nè. Rồi còn có 3-4 bộ hết hàng luôn. Ai lấy màu nào chốt màu giùm em luôn. Đó. Còn mấy bộ thôi. Bị gì nữa. Rồi ngó tiếp chị Trân Rose nè. Đang em đang mặc em lên lại lần nữa rồi em qua mẫu luôn trái bà ha. Đào đang mặc đẹp lắm mấy chị ơi, có 75.000 cái không? Ráng mua đơn trên 75.000 giùm em nha mọi người nha. Ráng đi đơn trên 75 giùm em ha mấy chị. Rồi em có màu rồi mấy bà ơi. Màu xanh có lộn màu gì? Màu em đang mặc là màu cam mấy chị. Màu này là màu vàng, màu nu chứ lộn. Màu cam, màu nu, màu đen, cam nu đen và màu xanh nha mấy chị nha. Cái đầm này em về cái màu xanh này dễ thương lắm luôn á. Cái đầm này em về màu xanh nè mấy chị nè, vải rất là đẹp luôn. Anh phiếu thất bại rồi nha. Đâu có đâu Mỹ Loan ơi. Em làm cái bắt rau mới thôi à, chứ không có đổi. Cái in mấy in bị lỗi rồi kìa. Rồi mấy chị ha, màu xanh là màu xanh này mặc lên trắng da xỉu luôn. Rồi đen xanh nu nha mấy bà ơi, 4 màu, 3 màu giùm em luôn nè. Rồi ai màu nào một chút màu kèm số điện thoại giùm em luôn. Rồi qua mẫu tiếp tục. Đang like cái điểm mất hứng, mất chớn luôn á. Cái mình ghê luôn vậy trời. Rồi em đang cái đầm hot cho mấy chị nè. Ba đầm chị Huỳnh Ngân nè. Cái máy in nó bị lỗi rồi kìa. Chị Huỳnh Ngân lấy 3 đầm nè. Nó có 4 màu, lấy hết 4 màu đi chị Huỳnh Ngân ơi. Cái gì có 3 cái vậy? Ok, màu đen cho Kim Lý nè. Kim Lý nè, màu xanh cho Huyền Đặng. Huyền Đặng nè. Đen Kim Lý nè. Xanh Huyền Đặng nè. Ok nè. Đầm chị đang mặc không có mút nha Thanh Nguyệt ơi. Đầm chị mặc mà có mút là nó xu lắm em. Tại vì cái này á, nó may theo dạng kiểu thôi. Nếu mà có mút lên nó nhu có một chút xíu à em. Cái này là may dạng kiểu cho khách thôi nha mọi người nha. Đẹp lắm luôn á mấy chị. Rồi. Rồi nào siêu phẩm đêm nay nè mọi người nè. Rồi nó dễ thương nữa là chị ơi. Anh phiếu lại thất bại hiểu rồi nha. Chân Rosie nè. Bên anh được không kìa? Rồi lên rồi đó. Ok nè, Kim Lý đầm đen, Huyền Đặng lấy đầm xanh. Rồi 1m58, 1m65, 58kg vừa không chị vừa nha bà ơi. Đầm này co giãn lắm nè. Đầm này bao co giãn luôn, yên tâm giùm em luôn. Ok bà. Rồi em lên cái form này nha mấy chị. Đẹp xỉu luôn. Má ơi, cái dâm vàng em đăng hình nè mấy chị nè. Trời ơi trời, nó đẹp xỉu nha mấy chị ơi. Trời ơi, giá rẻ cái lúc mấy chị, giá rẻ luôn. Cái này có 95 nghìn nè mấy chị mà coi nè. Hàng hai lớp nè, đầm hoa sâu. Em coi chị, ờ để chút chị lên lại cho. Đây nè, đây cho mọi người nha. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, hai lớp luôn. Hàng của Hằng Phan luôn á mấy chị mà màu nè. Màu hồng, màu đen, màu nu với lại màu vàng nha. Vàng đen nu, dạ em hết quần ngó rồi chị Hằng Nguyễn. Nãy giờ em trả lời 3 lần rồi đó bà ơi. Áo phát còn không chị? Áo phát còn em ơi. Còn mấy mẫu thôi nha. Ở lộn còn 1-2 cái vậy, đợi chút xíu chị lên cho. Rồi đầm anh đang mang, chỉ nào lấy được thì chốt em ha. Form body nha cả nhà, có tay luôn, đẹp lắm. Đầm này rẻ mà đẹp nè. Dâm vàng vừa mấy chị Kiều Anh nè. Không biết nào cái này đầm hay là cái dâm nữa. Cái là cái dâm á mấy chị, ở trong nó có cái quần nha mấy chị ơi. Ở trong nó có cái quần nha, y hình luôn. Trời ơi cái này đẹp quá à. Kéo lên em ra. Trời ơi, nãy giờ em nói ủa sao nó nè mấy chị nè, may rộng lắm ha. May rộng lắm, xong rồi may em cột lại. Ha mấy chị ha. Đó, dễ thương ơi là dễ thương luôn. Trời ơi mấy chị ơi, còn cái tay này mấy chị nè. Đó, mấy chị thấy không? Ôi ôi. Đẹp lắm nha mấy bà nha, 50
quá trời quá đất chứ ơi. Sang quá trời quá đất luôn nè. Trời ơi, có bên trong có quần nha mọi người, bên trong có quần luôn nha. Ủa em này mặc đi tiệc là không, không ai biết giá dưới 100 nghìn luôn á bà. Em nói thiệt luôn, không ai biết giá dưới 100 ngàn luôn, có 95 nghìn nè. Rồi ok chưa, kiểu anh dùm vàng nè. Trời ơi, sang quá trời quá đất luôn á, được ít lắm chị ơi. Được ít lắm luôn á cả nhà. Dùm vàng nè, ba dùm chị Huỳnh Ngân nè. Đẹp quá à. Ba dùm chị Huỳnh Ngân nè. Còn lên màu kèm sổ giùm em đi mấy chị ơi. Giá 95 nghìn nè mọi người ơi, rẻ xỉu luôn á mấy bà ơi. Nha, đầm đen cho Thanh Nguyệt nè. Đầm đen cho Thanh Nguyệt nè, sang quá trời quá đất luôn mà rẻ bèo luôn. Dùm có mấy màu dạ đây chị ơi, hồng đen vàng nu nha mọi người nha, hồng đen vàng nu. Nó bên trong nó có quần gái ơi. Nó đầm cũng được mà dùm cũng được nha nè. Nó là bên trong có cái quần nó là đầm á gái, nhưng mà trong nó có quần á. Khi nào đi hàng vậy? Ngày mai đi bà ơi, ngày mai gọi điện chút đơn là ngày mai đi đó. Nguyễn Mỹ Hạnh là một vàng nè. Ok nè, Nguyễn Thanh Ngân một dùm vàng nè. Nguyễn Thanh Ngân dùm vàng nè. Rồi thêm cái dùm đen cho chị Kiều Anh nè, thêm dùm đen cho chị Kiều Anh nè. Rồi màu hồng, màu vàng, màu hồng, màu vàng, màu nâu nha mọi người nha. Trời ơi, cái dùm này nó sang xỉu luôn nha mấy chị. Mà nó rẻ nữa. Mà nó rẻ lắm luôn á. Thiệt luôn mấy trời. Đây nè, Kiều Anh năm sản phẩm đi nha chị ơi. Muốn mua thêm cọc tiền giúp em nha chị nha. Chứ em sợ đặt nhiều xong rồi bắt đầu nhiều nhiều bà đặt nhiều xong rồi bắt đầu không chịu nghe máy rồi gọi điện rồi hàng tới không nhận cho em nữa, tội nghiệp em lắm. Bơm thì bơm ít thôi, bơm nhiều quá khỏi tội em lắm mấy chị. Đây nè, màu hồng ha. Rồi ok, em body đen nha chị. Trời mày comment gì mà nhanh dữ vậy. Còn sơ mi beo 95 không? Sơ mi beo 95 hết rồi chị. Anh ơi thảy lấy cái màu đen giùm em đi. Mà lấy cái body đen Thanh Nguyệt á. Anh Nguyệt lấy cái body đen nè. Ok nè, mới like xong luôn á. Ok Thảo Hân đợi chút xíu lên lại cho gái ơi. Rồi em lên màu lại cho mọi người nha. Màu vàng mấy chị ơi, màu hồng nha mọi người. Trời ơi, sang quá trời quá đất luôn. Hàng y hình giùm em luôn nha mấy chị. Đẹp quá à. Rẻ đó mấy chị nè, coi nè. Có quần bên trong giùm em luôn ha. Cái tay của nó phồng cực kỳ luôn nè mấy chị. Trời ơi, mới thiệt sự luôn á má ơi. Cái form này đẹp ghê luôn á. Có 95 nghìn nè mấy chị á. Không tin luôn, không tin cái giá như vậy luôn á mọi người. Em làm cho mấy chị nè, thấy không? Cái này nó là cục nơ giùm em ha. Đây là cục nơ giùm em nè mấy chị thấy không? Đó, may cho mọi người rộng rãi thoải mái luôn ha. Sao mấy chế rộng quá thì mấy chị siết lại như thế này, cột cái thắt cái nơ lại giùm em luôn. Nè, phối like bà Dũng chị, bên đây nhúng ha. Like bèo đi hông giùm em luôn. Trời ơi, quá trời xịn luôn. Mà rẻ nữa. Mỹ Hạnh, bây giờ hỏi chị ngang xương chị cũng không biết luôn á. Mỹ Hạnh ba sản phẩm đúng rồi em ơi. Rồi, xét ngố hồi nãy nè chứ ơi. Xét ngố hồi nãy 65 nghìn nè bà gái, đợi em tí xíu nha. Rồi đầm hoa phía sau nè, hạnh là cái gì ta. Đây, ngố giùm em luôn. Mickey nha mọi người nha, 65 ngàn bộ. Em có màu hồng nè, màu vàng với lại màu đỏ nha. Đó, dễ thương quá trời luôn. Cái này là áo của nó mấy chị, em lên cho mấy chị màu kem nha. Cho mình mang nó không bị dơ mấy chị, mà màu nó cũng đẹp nữa. Chứ mà cái này áo mà lên màu trắng nó không được đẹp đó mấy bà chế. Rồi, đó, ai lấy màu nào mình chút màu giùm em luôn. 52kg là bao dừa luôn bà ơi. 52kg là bao dừa luôn. Cái này em bán tới 58kg lận mà. Rồi ok. Đó, dễ thương lắm luôn, màu vàng ha. Rồi 65 nghìn bộ giùm em thôi. Ai lấy màu nào mình chút màu giùm em luôn nè. Rồi hoa phía sau nè. Cái này là bao sen luôn á, tại còn mấy cái rồi sao nè. Đây, cái này là cái dâm nha mấy chị, cái này là cái dâm cho cái đầm nha mấy chế ơi. Cái này cái dâm hoa giùm em nè. Đó, nó có đẩy cho mấy chị nè ha. Dây kéo đằng sau lưng luôn, mà cái dáng cổ mấy chị đó là dáng cổ vuông nha. Rồi em có màu đen nè, màu trắng nè, màu vàng nè, với lại màu xanh luôn. Nha mấy chị, bông nè, bông đẹp lắm luôn nha mọi người. Em lấy ngũ hồng cho Thảo Hân nè, có đơn chưa em? Có đơn chưa Thảo Hân ơi? Chú có đơn lên thông tin giùm chị lại ha. Rồi ok nhớ là nha. Dùm này giá 95 nghìn mấy chị ơi. Ai lấy dùm màu nào mình chốt màu giùm em luôn. 95 nghìn một dùm ha. Rồi tiếp tục giùm em mấy chị. Đơn em đi chưa? Thanh Ngân chắc đi rồi quá. Đi rồi em ơi. Rồi em lên cái áo này mấy chị á. Áo kiểu hot hot nè. Xỉ 30 ngàn nè. Rồi áo này dễ thương lắm luôn nè. Trời ơi, áo bẹp vai ống bí siêu hot cho mấy chị luôn. Rồi xỉ 30 lẻ, mẫu này cho em 39 ngàn cái luôn mấy chị ơi. Màu nè. Trời ơi màu dễ thương quá ha. Rồi ai lấy đầm, ai lấy dâm đang mặc nữa thì ai lấy đầm đang mặc chốt giùm em nha cả nhà nha. Trời ơi sang ghê luôn nha mấy chị.
ơi coi nè cái tay lai bà dù nữa chế ơi, trời thiệt không, y hình vậy sợ chưa, mà vợ là 7V nha mọi người, 7V hết cho em từ trên dưới luôn á. Rồi ai lấy dâm chút dâm cho mẹ em luôn ha. Rồi em đang cái áo bẹt vai cho mấy chị nè, 39.000 cái. Em có màu vàng bò, mấy chị chốt em màu bò nè ha. Rồi màu tím, màu vàng, màu đen, màu trắng, màu đen, màu đỏ và màu hồng, hồng hot girl cho mẹ em. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Đầm dạng chị Thu Trang đang mặc nè. Ok. Trang đầm vàng nè. Sáng này mấy Mai lấy chưa? Mai còn những con nhỏ đi, thử coi nó có lấy không? Con nhỏ nãy đó, xả cái chân váy cái áo phát ra đó. Sợ bán rẻ quá mấy bà chứ không tin là hàng đẹp quá thiệt cái trời. Nhiều khi sợ bán rẻ quá mấy bạn không tin hàng đẹp luôn á. Trời ơi mặt dễ thương quá trời luôn. Rồi ok giùm em lên bộ hộ báo. Lên bộ hộ báo đi chị, hộ báo là bộ nào chị? Hôm qua hả? Cái mẫu đó hôm qua chị bán rồi sao hả? Một bẹt dai hồng cho Nguyễn Ngân, bẹt dai trắng đen cho Thiên Bảo. Có 39.000 thôi nha chị nha, 39.000 em thôi, rất là rẻ luôn. Thiên Bảo nè, ơi mấy cái này bên đây nè, nhớ giùm em nha. Có nhớ mấy bạn này chưa có lưu á. Rồi 40 tím chịu hình ngân. Hình ngân 40 tím, 5 áo cho Hạnh Lê. Chị 30 lẻ 39. Rồi ai lấy màu nào chút màu giùm em nha. Ok gái. Áo gì treo xào cái sau luôn. Nhiều lắm em ơi, em lấy mẫu nào vậy? 3 cái cho Thu Thảo. Rồi em còn hồng mấy chị ơi, em còn hồng, còn bò, còn tím, còn vàng, còn đỏ cho mấy chị nha. Rồi áo màu giùm em mấy chị ơi, xỉ 30 lẻ 40 nghìn nha mọi người nha. Trời ơi cưng lắm mấy chị. Chân váy em đang mặc xỉ 33 lẻ 45 nghìn cái chân váy luôn, rất là rẻ luôn. Chân váy này ai mặc S với M là vừa nha mấy chị. Chân váy này là free size S với M là vừa giùm em ha. Rồi đây, áo bẹt vai, quá trời dễ thương luôn. Em có màu bò nè mấy chị nè, mấy chị chốt em nè, cái màu vàng nó hơi đậm một cái xíu nên em chốt màu bò cho nó dễ nha. Rồi màu bò, màu hồng em đang mặc còn một cái nè, màu đỏ, màu tím giùm em luôn. Trời ơi rẻ quá trời mấy chị ơi, có 39.000 cái áo à, quá trời dễ thương luôn. Rồi lên màu kèm sổ giùm em nha mấy chị ơi, 39.000 giùm em thôi, quá rẻ quá đẹp luôn. Trời ơi màu tím riện tìm sim nè. Rồi tình yêu lấy màu nào chút màu giùm em, thêm hồng cho Thu Thảo đang mặc luôn. Rồi em lên cái màu bò nó lại em qua mặt cũng ha. Cái nhiều lắm hả? Hả? Thấy là like công cốc rồi đó. Anh soạn xương xương đi anh. Anh soạn được không? Để biết đường xả rồi từ từ luôn đi. Rồi ok. Màu hồng em hết rồi nha chị Thái Anh Cao ơi, em hết hai áo rồi chị. Bây giờ em còn màu vàng bò rồi mấy chị nào, màu tím, màu đỏ giùm em luôn. Rồi ok, lấy màu nào mình chút màu giùm em luôn. Dùm nè mấy chị. Sơ mi hiền hồ cho chị. Hết hồng rồi chị, sơ mi hiền hồ hết hồng rồi. Sơ mi hiền hồ hết hồng rồi, hết chốt hồng rồi, bây giờ hết sạch luôn rồi, còn có hai cái hồng chị gái kia là hết luôn rồi. Sơ mi hiền hồ bây giờ em chỉ còn bò với xanh thôi. Sơ mi hiền hồ mấy chị, em chỉ còn bò với xanh thôi nha. Thái Anh Cao màu hồng hết rồi nè. Rồi áo này em còn ba màu nha mọi người, ai lấy màu nào chút màu giùm em luôn. Em với chị sơ mi hiền hồ không bao giờ là biết hết thời cho mọi người nha, đẹp lắm luôn. Cái chị hồi xóm này gọi lại tên là gì ta, không nhớ rồi, để lát hồi nó lấy lại sao bả sau đi. Đây sơ mi hiền hồ giùm em luôn, rất là đẹp nha mấy chị ơi. Này em còn mấy cái mấy chị, 69.000 một cái áo sơ mi hiền hồ giùm em luôn. Em bán hoài em không bao giờ biết chán là cái gì luôn chị nha, hàng về bao nhiêu cũng không đủ chi cho khách luôn á, đẹp lắm luôn đó, phơm xỉu luôn nha mọi người nha. 60kg mấy chị mặc thoải mái giùm em. Rồi cái này em có màu xanh, màu xanh và lại màu nâu tay là em hết. À lấy sơ mi hiền hồ chứ, sơ mi hiền hồ giùm em. Rồi vậy em đây, ai lấy sơ mi hiền hồ nè, rất là sang luôn nha mấy bà trẻ ơi. 89.000 cái sơ mi hiền hồ luôn, có lượng 65.000 cái sơ mi hiền hồ giùm em, quá trời đẹp. Rồi em lên cái màu áo lên chứ, em lên đồ bộ nha mọi người.
Bà Phương Huệ bà đâu mất tiêu rồi trời. Bà có lấy cái dâm không biết đường chùa cái dâm cho bà nè. Hôm nay về cho mấy chị cái bộ tiểu thư tay ngắn. Sĩ 55 mẹ 69 nè. Sơ mi tay ngắn nha mấy chơi. Sơ mi còn hai màu nha Bảo Trâm ơi, sơ mi còn hai màu của em. Còn màu hồng, có gì màu bò với lại màu xanh là hết rồi. Rồi em về sơ em về pyjama tay ngắn luôn, cái trang hàng lụa luôn nha mấy chị. 65 ngàn một bộ cho bà chị ha. Rồi đây quần là quần dài giùm em nè. Đó, rất là xinh luôn ha. Pyjama cho mọi người nha, màu giùm em. Xanh, vàng, đỏ, kem hồng. Xanh, vàng, đỏ, kem hồng giùm em. Rồi Alex sơ mi chốt sơ mi Nguyễn Thị Bảo Trâm lấy một cái sơ mi bò nè. Kìa sơ mi bò kìa. Rồi một free cho Hạnh Lê nè. Hạnh Lê một free nè. Rồi ok, ai lấy pyjama chút pyjama em luôn. Cái này là pyjama phối kiểu tiểu thư nha mấy chị nha. Cổ đẹp lắm, cổ dễ thương mà tay ngắn hai like bà dùng luôn. Mấy chị ơi ráng đợi tí xíu nha mọi người nha. Lát hồi lên hàng xe bà luôn nè, ngập nhà luôn rồi, mệt quá trời quá đất rồi. Chắc lên một hai mẫu mới nữa thôi là em lên hàng sale quá. Ôi cái bộ này đẹp quá không? Năm bộ cho Phương Huệ nè. Phương Huệ có lấy cái dâm không vợ? Phương có lấy cái dâm không? Chị biết đâu chị chùa nè Huệ ơi. Rồi lát lại em xíu lên cái maxi bông cho mấy chị nè. Nãy giờ maxi bông hỏi em quá trời quá đất quên nữa. Quên một cái mẫu siêu phẩm nữa mẹ ơi. Ok năm bộ. Rồi còn bộ màu là hết nha mấy bà. Còn một bộ một màu là hết luôn. Rồi lên màu. Lên bộ, lên dập ly cho chị dập ly lên rồi. Gái ơi Thùy Duyên dập ly chị lên rồi nha. Rồi em còn màu xanh mấy chị ơi. Màu xanh cho Trương Thuận ok hết xanh rồi còn kem. Mở màu của bà mấy bà lấy tranh thủ mấy bà ơi đẹp lắm luôn. Màu kem nè dễ thương lắm luôn. Đó màu kem còn bộ nha. Áo hình con trâu. Áo hình con trâu nhớ rồi đợi chút xíu. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Trời ơi dễ thương quá đi. Cái này màu đỏ đỏ kem nha mấy chị nha. Cái màu này mặc đẹp lắm nè. Đây nó là hai lai bèo cho mọi người nha nè mấy chị thấy không. Một cái lớp bèo ở trên, một lớp ở dưới nữa. Thêm hai màu kem hồng. Kem hồng cho Phương Huệ nè. Rồi còn vàng với đỏ là hết. Còn hai màu vàng đỏ nha mấy chị ơi. Dễ thương chưa. Cái quần nè mấy chị nè. Đó màu đỏ giùm em luôn. Khách em có bà chế cuồng màu đỏ luôn á. Lên màu đỏ là mẫu nào là cũng lấy hết trơn hết trỏi nha. Rồi lấy chốt giùm em luôn nè. Còn hai màu nha. Vàng với đỏ luôn. Ủa vàng đẹp quá không. Vàng dễ thương quá trời luôn nè. Rồi đó, pyjama giùm em ha mọi người nha. 75 ngàn hả. Ủa pyjama 75 ngàn một bộ gì. 69 ngàn một bộ giùm em. Còn hai bộ nè. Còn hai bộ pyjama. Rồi lên cái đầm maxi bông các bạn ạ. Maxi bông về được như này nồi thôi nha. Mở cho bà chế nó màu đỏ luôn. Má ơi cái maxi bông nó đẹp xỉu luôn trời. Cái maxi bông này nó đẹp mê ly luôn các bạn ơi. Hứa mà rẻ nữa. Rồi có hút ngập luôn nha. Xanh hồng kem là gì vậy? Đạt hết bộ đang mặc rồi em ơi. Có trời xếp xanh hồng kem. Giờ còn cái vàng đỏ hai bộ cuối cùng luôn. Rồi xỉ 73 lẻ 85 nghìn. 85 ngàn dùm em nha mọi người nha. Tay phòng nha mấy chế ơi. Trời ơi xinh ghê luôn nha mấy bà nha. Có bút ngập luôn. Đó. Rồi mấy chị coi hoa nè. Sang không màu đỏ mà lên hoa sang dễ sợ không. 85 ngàn một đầm dùm em nha mấy chị nha. Màu đẹp luôn. Màu y hình luôn á. Nè màu trắng nè. Màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Trắng, xanh, vàng, hồng, đỏ dùm em. Xị 73 lẻ 85. Bông đẹp quá trời đẹp luôn. Bông nó nhức cái nắp luôn nha bà chế nha. Trời ơi màu trắng nè. Nó đẹp dữ vậy trời. Trời ơi ai lấy màu nào chút màu giùm em luôn nha mấy bà ơi. Lên form nè. Đang like đang chốt ngon chớ nè. Quá like mới chứ nó tuột cảm xúc dễ sợ không. Đạt còn hai màu đó gái có lấy được chị luôn không. Đợi xíu nè mấy bà nè. Lát hồi nó gom hàng ta sale cho bà nè. Ba đầm bộ chị mặc bao nhiêu. Bộ chị mặc giá bao nhiêu ta. Ủa chị mặc 69 ngàn mà giờ chỉ còn có hai màu rồi bé ơi. Đỏ cho chị Kim Thuyền Nguyễn nè. Trời ơi mấy cái đầm này dễ thương mấy bà chế.
Mọi người không tin tôi, trời ơi đẹp quá đi, dây kéo đặt sau lưng nha, bỏ chị Kim Thùy Nguyễn nè, ok chế nè, bộ chị mặc 69 Cẩm Thúy, Cẩm Thúy bộ chị mặc 69.000, còn hai bộ gái ơi, một đỏ một vàng nha, đầm hoa chị cho Phương Huệ nè, trời ơi đầm mình rẻ mà đẹp luôn, không lấy nó thôi tôi bó tay luôn á, Phương Huệ đủ màu nè. Rồi đầm đang mặc còn cái trắng cuối cùng á chị ơi, mình Ngân nè, rồi còn cái trắng cuối cùng giùm em luôn, ai lấy trắng chút trắng luôn những bà nha, rồi tiếp tục giùm em luôn. Áo con bò tót nè, áo con bò tót luôn, rồi áo này dễ thương lắm nha mọi người, trời ơi xinh chưa, form rộng luôn. Rồi sỉ 33045, áo con bò mấy chị ơi, dễ thương vô cùng, cân chưa mấy bà, phơm nè, á ơi cái này mặc vô cũng quần ngố mấy bà ơi, quần ngố nhà em là còn được mấy cái đây, quần ngố là còn được bốn cái, xem cho bà chế 49.000 một cái quần ngố luôn, quần ngố cho mọi người nha, 49.000 một cái giùm em luôn, còn mấy cái mới chơi, áo đụng cho Phương Huệ nè, rồi màu này dễ thương lắm luôn á, 45.000 một áo nha mấy chị nha, màu cam nè, má ơi màu dễ thương quá, màu hồng nè, màu đỏ nè, áo này xuất sắc luôn, màu đỏ, màu đen, màu xanh phản quang, màu trắng nha mấy bà nha, trời ơi xinh nhất cái nách chưa, rồi lên màu kèm số giùm em luôn, quần cho chị Huỳnh Ngân còn 4 cái nè, quần cho Huỳnh Ngân còn 4 cái nè, tôi lấy áo bò hồng cho Huyền Đặng nè, Huyền Đặng lấy áo bò hồng nè, rồi lên màu kèm sổ giùm em mấy chị ơi, lên màu kèm sổ mấy em luôn, trời nó thiệt áo bò dễ thương lắm luôn mấy chị, màu đỏ nè, xinh quá à, quần ngố cho Nguyễn Mỹ Hạnh cái nè, rồi lên màu kèm sổ giùm em nha cả nhà ơi, màu hồng chị Nắng Vàng Chanh nè, cam đẹp quá à, hồng cho Nắng Vàng Chanh nè, ok nè, 45.000 nha mọi người nha, 45.000 giùm em luôn, cam đẹp mê ly luôn, Hạnh lên lấy 5 bò nè, Huỳnh Ngân lấy 4 bò nè, rồi 70kg không vừa nha gái nha, rồi còn một cái duy nhất màu đỏ hết hàng, một cái duy nhất màu đỏ hết hàng mấy bà ơi, 70kg không vừa nha gái nha, một cái màu đỏ cuối cùng đó, 45.000 dồn đơn, áo bò cam, Nguyễn Khang Minh hết bò cam mới sao quá, bò cam còn cái kìa cho Nguyễn Khang Minh nè, rồi còn cái bò cam bò đỏ, một cái bò đỏ cuối cùng, bò đỏ với đen, anh Na Hà có bò đỏ nha chị ơi, có bò đỏ luôn, Kim Lý hết cam luôn gái ơi, hết bò nha cả nhà, hết bò giùm em, rồi bộ với mấy chị ơi, đây bộ này dễ thương lắm đó, giá siêu yêu thương giùm em luôn, nằm đang mặc em còn cái màu trắng nha cả nhà nha, trời ơi cái bộ này nè, tim cute vô đây giùm em liền luôn, má ơi 69.000 một bộ mấy bà ơi, trời ơi thấy cái áo là thấy dễ thương rồi đó mấy bà, thấy cái áo thấy cân rồi đó nha, cái quần nè 60kg mặc thoải mái giùm em được chưa, rồi bộ này nhà em có hai màu với chị, xếp ly đi chị, xếp ly chị like rồi em ơi, em chưa đặt kịp luôn, không ai biểu bà lo bà ngồi bà nhìn chi bà, rồi đợi em xíu nè, rồi hai màu xanh với đen mấy chị ơi, trời ơi cái màu xanh mấy chị ơi nó xinh xỉu, cái này là cái quần xòe nha các chế nha, quần xòe giùm em luôn, mặt lưng cao có 69.000 một bộ thôi, cái này nhớ giùm em là nguyên một cây là bu zip hết, nguyên một cây là bu zip hết nha mấy bà, nhận hàng dễ bà sẽ rất là ghiền cái bộ này luôn, mặc đã lắm luôn đó, mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc đi bơi đúng bài luôn, rồi ok chưa đó, một bộ xanh cho ánh nắng ban mai nào có 69.000 không mấy chị ơi, cái này em sale nha mấy chị, chứ cái bộ này em bán tới 85.000 lận á, 5 bộ cho Phương Huệ nè, Phương Huệ nè, sơ mi Hiền Hồ còn không chị, sơ mi Hiền Hồ hả bà, còn nè, còn màu xanh với lại màu cam, ủa ném qua màu bầu qua trang chưa, sơ mi Hiền Hồ hố hồ hô, sơ mi Hiền Hồ nè mấy bà ơi, còn hai màu đây, sơ mi Hiền Hồ tao nói đẹp nhất cái nắp luôn, nhất cái háng nha bà nha, xếp ly hết rồi mấy chị, xếp ly xanh hết rồi, chị Lý Mỹ Tiên ơi, đầm chị mặc còn một cái đang mặc thôi nha Mai Tỷ Tỷ ơi, có 70, có nhiêu, có 85.000 à Mai Tỷ Tỷ, hốt liền, đúng đẹp luôn, ủa phải không ta, đầm mặc nhiêu, đúng rồi, đầm đang mặc có 85.000 à, không mua là tiếc luôn á, đây, áo sơ mi Hiền Hồ giùm em liền, chốt liền cái áo sơ mi Hiền Hồ 69.000 liền, em bộ xanh hết,
Em còn đơn không chị? Ánh nắng ban mai chắc còn ở nhà hay sao? Mất khách quen gì em còn dự cho mấy bà hai ba lai mà. Rồi áo sơ mi chữ thần thánh luôn. Sơ mi chữ nha mấy bà nha. Đây nè, sơ mi chữ nè, 69 ngàn một cái sơ mi chữ giùm em thôi. Rồi tiếp tục lên hậu tiết chị ơi. Rồi, em lên cái đầm dập ly nè mấy bà. Lại mới về hàng nữa cho khách. Mới về hàng tiếp cho khách luôn. Và về bản màu mới cho mấy tình yêu nè. Bộ ngố còn không chị ơi? Bộ ngố còn một vàng một đỏ em ơi. Bộ ngố nha chị, còn một vàng một đỏ nha. Nè đẹp lắm, bé ơi bé à. Ngố 65 ngàn một bộ, một vàng. Một vàng nè, một đỏ nè, 65 nghìn nè. Lấy thì chốt liền tay nè ha. Một vàng một đỏ luôn. Rồi cái đầm dập ly thần thánh mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn là em về hoài cái đầm dập ly mà khách hỏi hoài luôn. Mai tỷ tỷ nó đầm đang mặc không? 85 nghìn còn đúng cái nè Mai tỷ tỷ ơi, dễ thương lắm em, có bút ngọc bên trong luôn nha. Sang lắm bà ơi, còn đúng con cái một màu trắng thôi. Bộ ngó nè, Lý Mỹ Tiên trả lời rồi nè. Trời ơi, nó đẹp dữ vậy trời. Nó nghe mấy chị ơi, như lúc ban đầu mấy chị. Nó như lúc ban đầu luôn mấy chị ơi, lúc nào mở cái đầm này lên cũng hồi hộp hết trơn á. Đẹp dữ lắm. 65 ngố vàng cho Lý Mỹ Tiên, 65 ngố đỏ cho Nga, Nga Nguyễn. Rồi lên màu giùm em. Lý Mỹ Tiên lên lại thông tin giùm em luôn nè ha. Sơ mi hiền hồ ai hỏi tôi vậy. Đây, đầm dập ly lúc nào phải nói là họ cũng em này cũng hot, đang rất hot, đang cháy kìa. Thiệt luôn mấy chị ơi, bùng cháy luôn nha mọi người nha. Bùng cháy cái một cái đầm dập ly luôn. Hàng hai lớp có 105 ngàn à. Có 105 nghìn một cái đầm này thôi nha mọi người nha. Mà hàng hai lớp giùm em, được chưa? Hai lớp cho mọi người, hàng von dập ly cực kỳ mềm. Mấy chị nhìn kỹ cái đường dập ly đi. Mấy chị nhìn kỹ cái đường dập ly của em ha. Xịn kinh khủng khiếp luôn. Cái đầm dập ly này em bán với chị bao nhiêu? 105 nghìn. Ngoài shop mấy chị mua 180-200 ngàn liền. Hứa danh dự luôn. Không có ai đáng cái đầm dập ly này cho mấy chị mà 105 nghìn giống như nhà em hết trơn. Em bán là em bao giá mà mấy chị. Em bán là em bao giá hết trơn á mọi người ơi. Em tìm cũng đâu mà là hàng giá cực kỳ rẻ bèo cho mọi người hết nha. Màu nâu, màu cam, màu xanh, màu đỏ. Đợt này có màu cam sữa nè mấy chị, có màu cam sữa nè. Màu xanh vỏ đậu nè, màu đen. Được chưa? 105 giùm em hà. Sang nhất cái nắp luôn. Nhận hàng giờ là ghiền cái đầm dập ly này. Em bán em nói thiệt luôn, em nói thiệt là ngày nào em cũng về hàng hết trơn á. Nói mày khoe luôn mọi người, ngày nào cũng về hàng luôn á. Mà ngày nào cũng có khách vô hỏi em là Trang ơi, đầm dập ly em đây có về hàng hôn luôn đó là chị ơi. Rồi ai lấy màu nào mình chút màu giùm em nha. Nè, màu hôm nay mới về thêm cho mấy bà trẻ ha. Rồi, em sẽ mặc một cái này lên cho bà gái, có mấy bà muốn coi em mặc không? Rồi, bộ xếp ly em like rồi, gái ơi, bộ xếp ly em like rồi nha. Dập ly nè mấy bà trẻ, có muốn em mặc thử không? Em mặc thử cho bà gái coi ha. Trời ơi, đẹp lắm luôn, màu trắng, má ơi, nhức cái nách luôn á. Bà Minh Ngọc hỏi, ai hỏi em cái đầm dập ly mà xuất sắc luôn á, hỏi em mà em quên mất tiêu rồi. Nè Phương Huệ nè, pyjama hot rồi, Phương Huệ lấy cái pyjama này giờ bán thế nào đẹp lắm. Lên ngó hả chị, ngó em hết rồi, ngó em còn có mẫu nè. Lát hồi nó đợi mua hàng ngố sale đi bà. Lát hồi để mua hàng ngố sale đi, vừa đẹp vừa rẻ. Rồi đây, pyjama 85 ngàn một bộ, hồi hôm qua bộ ngó con gấu còn mấy bộ. Cái này là gọi điện không nghe máy nè mấy chị ơi, xả ra mấy chị ơi một lần. Gọi điện không nghe máy nè. Em xả ra em lên hàng cho mấy chị luôn nha mấy bà chị nha. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. Cái này là vải thái cho em. Vải thái cho em nha. Đầm chị đang mặc còn màu nào vậy chị? Còn đúng một cái duy nhất luôn. Màu trắng y hình luôn. Màu trắng mặc sang gần chết. Đây có túi quần giùm em luôn ha. 85 nghìn một bộ hàng thái. Form bao đẹp nha mấy chị. Rồi lên màu cho mấy chị đẹp của mình ha. Em cái màu xanh vỏ đậu nè. Trời ơi cái màu bây giờ nhìn tao nói nhìn là ghiền liền luôn á. 85 nghìn một bộ mấy chị ơi, tiền nào là của đó ha. Rồi màu xanh giùm em luôn. Màu đen 85 nghìn. Form bao xịn sò luôn. Ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số em nha mấy chị nha. 85 là cộp lại em. Pyjama cho em xin cái màu chị Tiên. Lấy màu này luôn ha. Rồi ok bà ơi. Lát chốt cho bà. Rồi tiếp tục giùm em luôn mấy chị ơi. Nè chị Ti nè. Rồi lên tiếp hàng giùm em. Hàng mở đâu rồi? Đây. Tối giao được không? Lát qua giao liền hả? Ok. Lát đi ăn anh chị. Ủa đâu anh Đạt như đây đâu. Đúng không? Giao đâu? Giao đâu chị Tiên? Giao bên quảng hả? Giao bên quảng hay sao?
lỗ mấy chị. Màu trơn có, in chữ có. Bữa nay về cho mấy bà chế cái họa tiết beo mặt ngầu lòi luôn. Mặt ngầu lòi cho em được chưa? Đồ bộ có màu gì vậy chị Trương Thuận? Dạ đây gái ơi, bộ bộ của em có màu, cho em ba bộ ba màu hôm nay giùm em luôn. Dễ thương lắm luôn mấy chị. Cái bộ này mặc lên là bao đẹp ha. Màu xanh đậu, màu xanh trời và màu đen. Ba màu siêu xinh to luôn. Xanh đạt kêu ông đi tới toàn lận trời. Màu xanh đậu với lại màu đen nè, ba màu giùm em ha. Rồi. Dạ nếu mà ngày mai còn hẹn em về cho chị ơi. Đây nha chị ơi. Áo ba lỗ ngược luôn, rất là đẹp nha mọi người nha, 45.000 cái. Ê mấy bà ơi, áo này xịn có 30 giờ vải đẹp quá. Trời ơi, họa tiết nè mấy chị. Trời ơi, chất chơi người dơi chưa? Họa tiết rắn mấy chị ơi, beo nha. Beo rắn nè, cái này đẹp nè. Ê cái này màu rất là lạ luôn, chốt em liền màu lạ ha. Màu lạ nè. Rồi, màu beo nhí. Màu beo nhí liền. Trời ơi. Màu beo nhí. Màu lạ. Màu rắn và màu beo. Được chưa? 45.000. Bộ đồ màu xanh đậu là mẫu gì vậy chị? Đợi chút xíu, Trương Thuận lấy xanh đậu nè, ok nè. Có bộ nào nữa không? Trời ơi, thảy ra cho em đi. Đồ bộ màu xanh đậu là mẫu này nè gái ơi, Can Nguyễn 85.000 bộ nha tình yêu ơi, 85.000 nè, màu kèm xin hỏi giùm em. Có ba cái có màu lạ cho chị Thu Thảo nè. Rồi em lên cái áo đó rồi, áo đẹp mê ly. Đợi em tí xíu đây tôi lên cái quần chung cho cái áo cho nó xuất sắc với bà. Áo này phải mặc chung với cái quần này mới đẹp nè, đợi chút nè. Bộ 85.000 không mua là tiếc nha mọi người, quần có túi cho mấy chị em luôn, được chưa? Quần có túi luôn mà có 85.000 nè mấy chị, không thua gì hàng cao cấp nha mọi người nha. Không thua gì hàng cao cấp luôn. Đó, hôm nay em có pyjama lụa. Hôm nay em có về pyjama lụa cho các chế nha. Rồi ba có màu lạ nè. Thu Thảo ba có màu lạ nè. Rồi ok, em sẽ lên cái áo này màu lạ cho cả nhà xem. Trời ơi, cái áo này mặc lên má ơi xỉu liền, xỉu ngang, xỉu dọc liền. Em phải lên chung với cái quần ống rộng này liền cho các bà đây. Đó, quần ống rộng 101 một cái, y hình luôn. Đầm đang mang còn cái quay hốt giùm em luôn anh ta. Áo màu 2 cho Phương Huệ là chỗ áo này đẹp lắm luôn các bà ơi. Đẹp lắm các chị ơi. Cái gì? Áo bèo hả? Đẹp quá đi bé.
em còn có size M mấy chị, M với S thôi à. Rồi nè, quần baggy hả, có quần baggy luôn. Chị Ngân vỡ lấy một áo đang mặc nè, có quần baggy giống ôm, có quần baggy giống ôm luôn, mới thấy ghê không. Gì cũng có hết trơn, rồi tiền không có thôi chứ cái gì cũng có nha mọi người nha. Rồi em còn màu beo nhí, rồi mặt đẹp quá ha. Lấy em mấy ri rồi chị, có hai ri, có một ri đậm, một ri màu gì, một cái ri màu đen, một cái ri màu xanh. Em lấy màu gì nữa? Áo lại trang mặc cho chị Ngân bỏ rồi. Rồi ok, ai lấy áo chút áo giùm em, áo đẹp lắm luôn mấy bà chế hú luôn. Màu beo nha mọi người nha. Rồi màu lạ em đang mang nè, màu này mấy chị chú giùm em là màu be, màu màu rắn nè, màu da rắn nè, da chăn á, da chăn đẹp nè, màu da chăn có lại màu beo nha mấy bà nha. 45.000 cái áo à, quá trời dễ thương luôn. Màu kèm sổ giùm em. Tiếp tục mấy chị ơi, thêm một ri chị mặc cho Phương Huệ là ok nè. Đây quần baggy nè các bạn ơi, quần baggy này chưa còn có hai bàn cãi coi coi, còn sẽ S không mà má ơi. Quần baggy này còn S với M, thêm áo chăn, thêm áo chăn cho Phương Huệ nè. Cái áo này mặc dễ thương xỉu luôn á. Trời ơi, lên cái áo này xuất sắc luôn các bà ơi. Ai làm lại cái áo này trời, đẹp quá à. Cái quần này là quần ống ôm nè mấy bà. Còn cái L nè mấy chị, còn đúng cái L luôn. Quần ống ôm còn cái L. Còn một cái M. Một cái L, một cái M nha. 101 một cái mấy chế, 101 một cái giùm em. Thùy Lê lấy áo màu gì chị Thùy Lê ơi? Hai áo chị lấy màu gì chị? Một cái M, một cái S. Ê, còn nguyên ri SML luôn nè mấy bà ơi. Dán bít ghi nha mọi người nha. Dán bít ghi 101 luôn, Nguyễn Ngân nè. Nguyễn Ngân L nè. Ok nè, Nguyễn Ngân nè. Chị ơi, mặc quần ống rộng. Chị quần mặc ống rộng quá không chị? Trời ơi em ơi, má ơi, cái quần này đang hot trend mấy bà ơi. Mấy bà hỏi em quần mặc ống rộng quá không? Nhưng mấy bà mặc lên là cái dáng mấy bà hắt chân quá không vậy? Trời ơi, quần này đẹp lắm. Yến Nhi hả, quần mới lại chút xíu nha, chị coi còn cái mẫu này không, trời hứa luôn, quần này bà ơi khách em mua rồi, bà nào nhận hàng về cũng rất là ghiền luôn, hứa luôn mấy bà. Còn mấy bà muốn mua quần mà ống thường thường không, đợi chút xíu lên quần ống thường thường cho, quần S cho Lý Mỹ Tiên, quần S cho Lý Mỹ Tiên nè, S nè. Rồi còn cái M nè mấy bà, còn đúng cái M duy nhất luôn, hết hàng luôn đó. Ok nha Thùy Lê ơi, áo đang mặc nè mấy chị nè, em có màu da chăn nè, em đang mặc là màu lạ nè. Màu này là màu màu beo beo nhí nè. Còn này là màu beo giùm em nè. Trời ơi khách, trời ơi khách nhà em mua rồi hắt chân rồi lắm mấy chị ơi, mét rưỡi mặc lên là như siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Được chưa mấy bà? Trời ơi đẹp dữ lắm mấy chị ơi, khách em mua rồi mấy chị ơi, đâu phải bán ngày 1 ngày 2 đâu mấy bà lo vậy. Có ống rộng hơn, có ống nhỏ nhỏ hơn xíu nè. Đây. Rồi còn M, S còn quần còn M thôi. Bà Nga Suka ơi, quần này không có gì, không có giãn nha. S nè, S đang mặc nè cho Nga Suka nè. Trời ơi quần này đẹp lắm luôn, không có giãn mấy chị ơi. Quần baggy mà giãn thì đâu có còn cái form của nó. Cái này sợ gì người ta mặc là quần không giãn mà. Quần chị mặc còn L không, không em ơi, còn M với S bé ơi. Đây nè mấy bà nè, ống nhỏ nè. Ống nhỏ hơn ống em chút nè mấy bà ơi. Thấy không? Ống này ống nhỏ hơn chút nè mấy chị, cái này là dáng su nè mấy chị, cái này rẻ hơn nè. Nó rẻ hơn nha mọi người nha. Quần chị mặc L hết là Ngọc Quy. Beo, beo nhí với da chăn chị Thùy Lê nè. Áo đang mặc có 45.000 cái mấy chị ơi, nó rẻ nó đẹp xỉu luôn mọi người. Áo da chăn với beo nhí nè. Chị còn quần baggy ống ôm mẫu nào nữa không chị, hết rồi em ơi. Rồi đây mấy chị ơi, cái quần này quần ống suông nè. Cái này rẻ hơn cái em đang mặc một chút nha. Rồi cái mẫu này là 99.000. 99.000 nha mọi người, em đang mặc là 101, quần này 99.000. Có 3 size SML luôn. 3 size SML luôn. Beo cho Mai Tỷ Tỷ nè. Beo cho Mai Tỷ Tỷ nè, ok nè. 50kg mặc size S được không nhỉ? Không, đừng mặc S, mặc M cho đang mặc đi bà ơi. Cái đó mặc S nó không có sẽ không coi giãn đâu. Rồi, tôi lấy một cái suông size M nè, 99.000 các bà nha. Chứ ơi, một ly là 3 size SML giùm em chứ ơi. 99.000, cái này bán sale không chị? Quần đang cầm cho em 2 ri, mới đâu ra 2 ri nữa.
Tôi lấy cái quần M suông. M suông là đang đang mặc đó hả? Đang mặc là màu này. Đang mặc là cái này. Cái còn bên đây. SM nè. Còn hai size chịu hình ngon nè. Hình ngon SM nè. Ai lấy cái M vậy? M cho Huyền Đặng. Hết mò rồi, cái gì? Hết mò rồi, sao lắm rồi. Hết mò rồi các chế ơi. Còn lò Huyền Đặng lấy cái mò nào vậy? Áo đang mặc em còn nha. 1m6. Em cao 1m6 à, trời vừa bà ơi. Quần em mặc hết rồi chị Huỳnh Ngân ơi, quần em mặc hết rồi. Quần em mặc toàn S với mò, chị lấy S với mò đi ha. Nè, chị Huỳnh Ngân nè. S mò nè. Huyền Đặng lấy cái mờ nào vậy? Rồi quần đang cầm cho Phương Huệ 2 ri nè. M xuân bà cầm. Hết rồi. Phương Huệ còn đụng ri. Phương Huệ còn đụng ri. Đúng không? Nó mới vô ri. Đúng không? Còn ri cuối cùng rồi đúng không Phương Huệ? Còn ri cuối cùng rồi đúng không? Đúng rồi, còn ri cuối cùng cho Phương Huệ hết rồi. Hết. Rồi còn hai bộ pyjama nè. Chị xem giá rẻ nè. Chị mặc M hả? Đúng rồi, chị mặc M. Xét chị mặc là quần size M. Xét chị mặc nha, chị mặc hết rồi. Quần em cầm là quần vậy, quần em cầm là quần mẫu khác. Chị có lấy quần em đang mặc không? Thôi đừng có chọc nó không à. Chị có lấy quần em đang mặc không để em biết nha. Áo em đang mặc nè mấy chị, em còn beo nè. Áo nó mặc có 45 ngàn thôi. Chứ mọi nó mặc là màu lạ, rất là đẹp luôn. Màu lạ nè, màu beo nè. Màu beo nhí nè. Rồi em còn có mấy cái thôi. Với lại màu da chăng. Đó, mấy cái mẫu này mấy chị mặc là đúng chất chơi người dơi luôn. Được chưa? Lấy áo chị Ly, chị Bảo Quyên nè. Em còn S mấy chị ơi, hết quần rồi. S, em còn S thôi. Đang mặc chút chị Bảo Quyên. Chị lấy quần em mặc á, chứ không lấy quần kia nha. Ok chị, quần kia có người lấy rồi, Phương Mạ lấy rồi. Rồi, hai bộ pyjama này em xem cho mấy chị nè. Mấy chị ơi, giá siêu rẻ luôn, 99.000 một bộ. Tay dài mà pyjama lụa satin luôn nha. Pyjama lụa satin luôn, 99.000. Trời ơi, xem cái bộ này là giá quá rẻ luôn. Mấy chị ơi, 60kg mặc vừa luôn nha. Bự luôn. Rồi còn hai màu với chị, màu sọc với lại màu xanh giùm em, 99.000. Ai lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giùm em luôn, màu sạch và màu xanh giùm em. Rồi. Trời ơi, cái áo này mà lên cái sơ mi này là hết sảy qua bảy luôn. Hết luôn. Đánh cho nó một cái được ơi. Mặc luôn đi. Trời ơi má ơi, nó mà đập vô mặt một cái thì thôi á. Đợi xíu mới chơi. Hết quần size M Bảo Quyên ơi, còn S nè bà gái. Xanh dồn đơn cho Lê Thùy Lê là gì ta? Bộ xanh đúng không? Thùy Lê là bộ xanh nè. Lên bộ xanh nè. Quần đang mặc hết size M mấy chị, còn S mà mấy chị ơi. S tầm dưới 48kg mọi người nha. S dưới 48kg giùm em luôn. Rồi sơ mi hot trend năm nay luôn mấy chị ơi, 85.000. Sơ mi hot trend đỡ xíu mở màu lên mấy chị. Quần đang mặc. Quần mặc còn gì, còn L không chị hết rồi em ơi. Lấy em áo con ong màu trắng nha, ok nha Suka. Áo con ong nè mấy chị nè. 55.000 nè, lấy ai chưa có nha. Sơ mi con ong nè. Quần chị đang mặc còn S chứ không còn S không à. Rồi, sơ mi hot trend năm nay mấy chị ơi, 85.000. Em còn màu hồng, màu xanh và màu đen luôn. Trời ơi, cái này sơ mi năm nay nó xỉu luôn nha mấy chị. Nó vừa có nhũ. Ghim điện vô cho em đi. Tao có like xong nè, tao bẻ cổ mày nè, mày nhớ tao đó. Tao like xong đi. Mày yên tâm. Sơ mi đen là cho Bảo Quyên. Quần em đang mặc cái hệ chế 105 nha. Quần em đang mặc 105 cái ơi. Bảo Quyên sơ mi đen nè. Sơ mi này còn đúng hai cái cuối cùng luôn mọi người. Sơ mi này đẹp lắm luôn nha mấy chị. Bị gì rồi?
thôi ra bấm, đã bấm đại đi mà. Chị hả? Sao mấy em cho bảo Quyên ok chị á, là còn hai cả nha mấy chị ơi. Còn một hồng một xanh giùm em nha. Một hồng một xanh là em hết nè. Rồi bông này còn hai cái nè. Tao phải chích cha mày nha, con đi con chó kìa. Tao đi mày từ từ qua đây rồi nha. Mày đừng có trả lời với tao. Rồi mấy chị ơi nè, đầm hoa nè. Được rồi. Được rồi. Nhanh nhanh đi anh. Sammy ông ba nhiều trắng với chịu hình ngân nè. Hôm nay tao la, tao la tao su cà na từ sớm giờ rồi nha, mày đừng chọc điên tao nha. Mẹ mày hôm nay mà rớt cái gương một cái vô đầu đi cho tao biết. Cho tỏ. Quần ống rộng hết size L rồi mấy chị ơi, còn S không mấy chị? Còn hai cái S thôi à. Rồi đầm này em sale nhanh cho cả nhà luôn, cho nó hết luôn cho mấy chị nha. 69.000 mấy chị, còn hai cái nè. Một hồng một vàng là em hết nha, xem nhanh luôn 69.000. Rồi tiếp tục giùm em nha các bà ơi. Rồi nãy ai hỏi em xét mổ đó mấy chị. Xét mổ hôm nay về cho mấy chị cái mẫu baby doll này đẹp lắm. Xét mổ baby doll nha, rẻ luôn. 85.000 một bộ giùm em. Phạm Phương Trinh lấy hồng. Trên lấy hồng là gì vậy? Đầm đúng không? 69.000 đúng không? Phạm Phương Trinh lấy hồng. Lên thông tin giùm em luôn Phạm Phương Trinh ơi. Lên thông tin giùm em luôn nha. Rồi đây mấy chị ơi, bổ nha mọi người. Đây nè. Bổ giùm em nha, chỗ này dễ thương quá. Phơm nói chị nè, cái áo giống như là cái áo baby doll hôm bữa luôn nha mấy bà nha. Ok trễ nè. Rồi cái này là cái áo, áo giống như kiểu áo baby doll mà không bị em like cho mọi người luôn á. Rồi mẫu này cho em nha. Đi xuống. Nhanh. Bước xuống. Tao này bước chân một cái nữa thôi nha, tao cho mày ra ngoài cửa liền. Năm bộ cho Hạnh Lê nè. Baby doll Hạnh Lê nè. Cho em xem Burberry đen sau đi chị. Burberry đen là gì vậy ta? À, thế là bộ con gấu em ơi. Xe cho mấy chị luôn nha, hàng Thái luôn, xe 59.000 bộ nữa à. Ừ, còn có 5 cái đó em. Đây nè. Đó là bộ, bộ ngố con gấu mấy chị ơi. Xe cho mấy chị giá siêu rẻ luôn. Rồi 59.000 một bộ giùm em. Ngố con gấu cho mọi người nha, dễ thương lắm. Em có màu nè. Đỏ, vàng, xanh và đen. 59.000 một bộ. À lấy chốt em nha. 59.000. Cho nó nhanh gọn lẹ luôn. Rồi áo khoác nè mấy chị nè. Em còn mấy cái lẻ lẻ mẫu nha mấy chị ơi. Phát là em còn lẻ lẻ mẫu không à. Chứ là phát em bán đắt lắm mấy chị thấy không. Em lên bao nhiêu là hết sạch bấy nhiêu luôn mọi người. Nhiều khi một ngày em về hả, em về 100-200 cái áo khoác luôn các bà ơi. Mà không bao giờ đủ cho khách luôn. Thật sự luôn mấy chị. Cái form nó 58 cái mặt đẹp nha chị ơi. Nguyễn Anh Thơ ơi. Đây nè. Em còn cái mẫu nè mấy chị nè. Đó, Kenzo mấy chị nha, cái này hàng theo nét lắm. Theo và theo nét đẹp xỉu luôn nha mấy chị nha. Rồi áo này 69.000. Cái áo bẹt vai chị like chưa chị? Like rồi nè, còn mấy cái nè bé. Hết hầm rồi nha. Trời ơi, còn 3 màu thôi à. Đẹp trai này còn 3 màu xỉ có 30.000 bé Phương ơi. Mặc chúng quần ống rộng đúng đẹp luôn. Đây nè, còn 3 màu thôi à. Rồi áo này em còn mấy cái lẻ mẫu cho mọi người nha, thôi em sale nhanh nhanh cho bà chế luôn ha. Rồi 59.000 một cái đi cho nó gọn ha mấy chị ha. Mấy chị em áo phát em về không? Chỉ có khách gọi điện không nghe máy xả ra thì em mới có hàng em bán tiếp thôi. Chứ còn không thôi mấy chị ơi là họ em nói thì em về nhiều khi một ngày 100-200 cái áo phát cũng không đủ chia cho mấy chị luôn á. Nào là xỉ, nào là lẻ nè, ai cũng vô hỏi em áo phát luôn các mọi người. Và áo phát nhà em bán em mới thật sự luôn, hầu như là ngày nào em cũng có mẫu áo phát về cho khách hết trơn á. Mà cách em là mua đâu, mua áo khoác em đam mê luôn. Nhiều khi mua bà chế mua 4 cái áo khoác luôn. Nhiều khi một ngày mai 4 mẫu mua 4 cái luôn. Còn thấy bà mua một cái một mẫu giờ bà mua 4 màu luôn. Bà mua vậy luôn các mọi người. Đây nha, hàng Kenzo 59.000 giùm em luôn. Rồi còn có 2 cái. 2 cái như là nha, 59.000 là chốt lẻ giùm em luôn.
còn một cái màu rêu với một cái màu xanh, có một màu xám nha. Còn một rêu một xám thôi, 59.000 nè. Áo sơ mi nhiêu vậy chị? Áo sơ mi nào em ơi? Phát rêu cho Yến Nhi nè. Áo sơ mi nào vậy Nhung Lê ơi? Rồi em còn có hai màu nha mấy chị nha, màu rêu với lại màu xám thôi, còn có bốn ba cái là hết hàng luôn nè. Đó, áo phát nhà em là ai mà mua hàng nhà em là biết ha. Hầu như là ngày nào em cũng lấy áo phát mà lên, lúc nào các em cũng lấy hết trơn á. Rồi, cái này siêu phẩm nè. Đó, 79.000 luôn. Trời ơi bao đẹp luôn cái form này. Trời ơi em thiệt, bây giờ mà em đặt hàng thêm mà xưởng nó nói cái này không có em ơi, cái này là hàng sale quá chứ không phải là bên chị may nha. Hàng sale quá nên là mới có giá rẻ như vậy cho mọi người luôn. Rất là đẹp, có túi trong nữa, có 79.000 à. Chốt em liền phát hồng kèm xin hỏi. Phát hồng kèm xin hỏi nha. Đẹp lắm luôn. Trời ơi cái Mickey ngày hôm qua nè mấy chị nè. Cái Mickey ngày hôm qua 69.000, có đầm suông chị Mai Trinh, đợi em xíu em xe đầm suông cho bà chế luôn 49.000, đợi chút nè. Đây nha. Đó. Mickey em còn một cái thôi mấy chị ơi, 69.000 nha mọi người. Áo trắng hồi nãy cô chị nói con này là nó không có biết sợ nha nha. À nè cái áo trắng Yasuka nha, xin lỗi. Yasuka. Áo đó của Yasuka lộn mà anh lộn phí quá. Phát bích kia cho Yến Nhi nè. Yasuka áo trắng. Áo chị mặc còn màu khác đi Chí Nguyễn. Áo đang là áo gì? Mở ra giùm con cái form một cái coi. Mở ra giùm em luôn anh ơi. Lớn cái màu đen lùi ra biết cái kiểu làm sao. Sơ mi đen của Bảo Quyên. Áo khăn Mickey em hết. Khăn hồng này 79 là đẹp lắm nè. À lấy chút khăn hồng giùm em nha. Áo đang mặc em còn nè mấy chế nè. Màu em đang mặc là màu lạ nè. Beo nhí nè. Beo nè mấy chị. Với lại màu da chăn nha. Tao điên con mày lắm rồi nè. Tao tắt livestream xong rồi tao ra tao đánh cho một trận nè. Tao điên lắm rồi đó. Rồi lên màu kèm sổ giùm em nha. Hồng 79 cho Phương Thảo. Hồng 79 cho Phương Thảo nè. Lên tiếp đi chơi. Quần tay em còn 3 cái 75.000 nè. Bà nào hốt hốt em luôn nha. Quần tay còn 3 cái mấy chị. Đang đặt về thêm cho mấy chế nè. Mấy chế cứ yên tâm nha. Mấy bữa nữa là về thêm á nha. Rồi 75.000 một cái quần tay giùm em luôn. Trời ơi cái em này mà lên sơ mi là hết sạch cơ 7. Lên sơ mi cho em hết sạch cơ 7 liền nha mọi người nha. Rồi rất là xinh luôn. Quần tay cho mấy chế ơi, quần tay là quần tay ống ôm có 75.000 cái thôi. Túi quần lưng chun 58 cái trở lại mặt đẹp. Được chưa? Túi quần lưng chun nha, 58 cái trở lại mặt đẹp, em còn 3 cái hết hàng. Này ai hỏi quần xin ôm nè, quần xin ôm 129 nè, còn mấy cái nữa mấy chế. Quần xin ôm 129 nè, còn một cái M. Một cái S. Một M, một S nha. Quần xin 129 còn mấy cái cho em luôn. Rồi. Áo sơ mi này dễ thương lắm luôn á, còn hai cái. Rồi thôi em lên hàng sale với bà nha. Bắt đầu lên hàng sale với bà nè. Hàng mới để coi còn mẫu gì nữa không. Thành Lê không lấy mẫu này hả em? Sơ mi hồng phía sau. Sơ mi hồng là sơ mi nào ta? Đây em ơi. Sơ mi hồng 85.000 mấy bà. Nè em còn có hai cái thôi, một hồng với lại một xanh là em hết luôn á. Rồi mấy chị ơi chia sẻ like giùm em mọi người ha. Bắt đầu em lên hàng sale. Hàng sale là em trước những chị đẹp có chia sẻ live stream thôi nha mấy bà nha. Rồi chị lấy vòng tay cho ok chứ. Nó lì lắm rồi, nó lì lắm rồi. Chụp hình Ngân nè. Rồi sơ mi nè mấy chị nè, còn đúng hai cái cuối cùng luôn, rất là đẹp luôn. Mấy chị coi nhìn nè mấy chị nè, nó có sợi ánh nữa nha mọi người nha. Nó có sợi nhũ nữa. Xong rồi bắt đầu sợi đậm, sợi nhạt, sợi đậm, sợi nhạt, xong rồi lên sợi nhũ. Cái áo sơ mi này nó thật luôn mấy chị ơi, ở ngoài lấp la lấp lánh lắm, đẹp lắm luôn. Nó màu hồng cái lại màu xanh thôi. 85.000 cái nha mấy bà nha. 85.000 cái nè. Hôm nay xả xào nè.
79.000 một cái nha. Chia sẻ livestream mấy chị ơi, bán cái bà chế cái dumbbell. Cái dumbbell này hôm bữa mấy chị ơi, em nói thiệt luôn, bây giờ người ta đang còn like, người ta bán 100 mấy một cái. Hôm nay em xả xào cho mấy bà luôn nha. Rất là đẹp luôn. Đây. Cái này là cái đầm nha mọi người nha. Cái form này là form hot girl luôn, mặc rất là xinh luôn. Em sale 79.000 một cái. Em còn đúng hai cái nha mọi người. Hai cái hai màu luôn. Một cái màu đen và một cái màu nâu. Mặc lên trời ơi, đẹp nhất cái nách luôn nha mấy bà nha. Ai mà fan mà gọi như là sexy thì lấy cái em này về mặc cho nó xuất sắc nè. Rồi, ok chưa? Quên nữa. Lên cho mấy chị cái mẫu áo loan nữa nè. Để em xíu lên cái mẫu áo loan này nữa nha. Để lên thêm một hai mẫu nữa, còn mẫu mới không ta? Để em coi còn mẫu mới không? Không rồi, em lên hàng sale cho bà chế luôn. Áo loan mới về hàng 45.000. Tí mới sợ lại được chứ bây giờ mà nãy gì nữa nó bị gì cũng vậy thôi à. Bên em túi thù lùi luôn nè. Áo loan cột nơ sau lưng giùm em. Dumbbell 79.000 cái và Chi Nguyễn ơi, dumbbell bao đẹp luôn. Dumbbell chị Thúy Nguyễn lấy màu gì chơi, màu đậm hay màu nhạt? Màu đậm hay màu nâu, màu đen hay màu vàng chị? Đen hay vàng để em biết nha chứ nha. Rồi đây. Rồi áo loan. Trời đẹp lắm luôn. 45.000 cái mấy chị ơi, áo loan xanh biển cho chị Chi Nguyễn nè, 45.000 nè. Áo loan cho Chi Nguyễn nè. Rồi. Em đầm beo Phương Huệ nè. 79.000, cái đầm beo nó bán lỗ luôn mấy bạn. Đẹp luôn á. 79.000 nè. Áo còn áo khoác nào giống cái mắt Mickey không chị? Để chị lát hồi chị coi coi. Hai màu đúng không chế? Không biết còn cái nào không? Nhớ bữa còn trái hay trái trên tay mà. Còn cái nào không nữa nè. Ủa nâu này chứ năm ngày qua nè. Nâu năm nay. Dumbbell còn màu đen mấy chị ơi. Thúy Nguyễn còn cái chị ơi, màu đen nha chế nha. Chị đi, chị đưa cho Thúy Nguyễn hai cái đi, đưa cho Thúy Nguyễn hai cái đi rồi để cho mẹ hai cái nè. Rồi còn con cái cuối cùng màu đen là hết hàng luôn, 79.000. 79.000 giùm em nha. Hôm nay sale cho mấy chị rẻ luôn, rẻ bèo luôn, lên mày nhớ chia sẻ like giùm em. Thúy Nguyễn chia sẻ like giùm em để em chốt đơn nha mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha để em chốt đơn với hàng giá rẻ giùm em nha các bà ơi. Đây nè. Dumbbell giùm em luôn á chị, rất là đẹp luôn. Đó, dễ thương không? 57kg dừa không? Dạ dừa chị ơi, cao chứ nó 6 giùm em là dừa nha chị. Dưới nó 6 là không có dừa nha chị ơi. Còn một cái duy nhất. Một cái beo cuối cùng màu đen cho chị nào. Comment nhanh tay giùm em liền ha, màu đen. Rồi áo loan đó chị nào, có loan xám, loan xanh, loan hồng, loan tím, loan xanh lá luôn, form to 60kg mặc dừa giùm em. Đó, loan còn có mấy cái hết hàng luôn nha mọi người nha, 45.000 luôn. Chị ơi, cái loan này mới về hàng lại cho khách luôn. Được không? Rồi, bắt đầu nè. Rồi. Dạ vừa đó chị. Rồi cái dùm hoa, cái dùm màu hồi nãy nha. Rồi cái màu này để qua góc đi. Ai lại tiếp đi mà. Ủa cái quần này là ai chưa? Cái quần này thiếu ai vậy? Size 27 hả? Size 27 hả? Size 28. Nè mấy bà ơi, còn cái quần jean hôm qua là 27 nè. Quần 45.000 quá chị, còn cái size 28 nè. Trời ơi, quần jean xuất sắc luôn. Cái gì? Trương Diệm lấy 28 hả? Nè 28 được cái 27 lên đây. Rồi 28, 27 gì cũng vậy thôi. Cho em xem lại cái dumbbell đi chị, tao mới dơ lên luôn, tao mới dơ lên xong luôn các bay ơi. Rồi loan tím cho kim, loan tím cho kim nè. Rồi quần sọc rin mấy chị ơi, 45.000, má ơi ai làm lại tôi, size gì đây, size 26 nha mọi người. Quần sọc rin size 26, 45.000, size 26, size 26 còn 2 cái, size 26 còn 2 cái. Size 28, 27. Rồi, sọc rin còn 26, 27, 28 mấy chị ơi. Sọc rin giùm em nha.
26, 27, 28, 45 ngàn cái screen chốt giùm em liền mấy bà chế ơi. Còn mấy cái khách hàng nữa đó, đúng mấy cái giùm em luôn khách hàng nha mấy bà. 45 ngàn cái screen luôn. Rồi ok, tiếp tục giùm em nè. Rồi bắt đầu em lên hàng sale mấy chị nha, chia sẻ like giùm em mọi người ơi. Hôm nay sale cho bà là sale banh sát thiệt luôn á, nhiều lắm mấy chị. Đầm hoa phía sau nè, Phương Huệ lấy cái đầm hoa này giờ bán. Phương Huệ ơi, nhớ chia sẻ giùm em nha cả nhà ơi. Quần đen cho Huyền Đại có 28 kìa. Đây đầm hoa mấy chị, 85.000 một đầm hoa, có lượng 95.000 một đầm, 99.000 giùm em ha. Đầm hoa đuôi cá. Em có 4 màu, màu đen, màu kem, màu hồng cánh sen và màu hồng nhạt. 99.000. Bao đẹp cái đầm này luôn đó trời. Nó màu xuất sắc dễ sợ luôn. Rồi, ai lấy cái đầm đó chốt em liền đầm kèm sơn thỏi giùm em luôn. Ra kinh cái bao hàng sale lại cho em ơi. Bắt đầu lên hàng sale rồi mấy bà ơi. Tự nhiên mấy chị trong giây phút chờ đợi em kia. Em lên mấy cái mẫu, anh cứ lên ra cho em nha. Trong giây phút chờ đợi với bà nha, em lên mấy bà chế thêm một hai mẫu nữa nè. Lên hàng sale, hàng bơm lắm chị ơi, nhiều lắm luôn. Rồi áo này hồi nãy mẫu mới ngày hôm nay luôn nè. Rồi ok. Tình lên lấy một cái áo chị đang mặc nè, với lại một cái đầm beo nè. Tình lên ok nè. Đó em lấy cho. Rồi sơ mi mấy chị nha, sơ mi chữ nè, đôi cái sơ mi chữ trắng luôn ơi. 69.000 cái sơ mi chữ trắng mấy chị, còn 4 cái nha. Hai đen hai trắng hả? Hai đen hai trắng lại hết. Ủa chị Huỳnh Ngân em quăng hai ô lộn. Qua lấy hai đen một trắng. Xỉ á, đó là không. Rồi đây sơ mi nha mọi người nha, còn đúng 4 cái cuối cùng luôn. Gọi điện không nghe máy mấy chị ơi. À cái này chưa đủ đơn. Cái này mấy chị đẹp chưa đủ đơn Mon Nguyễn. Không phải là Mon Trần hả? Đây 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 đây. Ủa Mon Nguyễn ấy, có vô mua hay là Mon Trần không ta? Sơ mi trắng cho Thiên Bảo. Mỹ Linh còn 3 cái. Mỹ Linh nó lấy hết cho chị luôn đi Mỹ Linh. Mỹ Linh còn 3 cái nè. Rồi sơ mi Hiền Hồ em còn 2 màu. Sơ mi Hiền Hồ nha. Để một xíu em quăng xương xương quen chút xíu cho nó gọn gọn nè mấy chị ơi. Là nó lát hồi em like nó rối mấy chị. Trời ơi xếp dập ly. Sơ mi hết rồi gái ơi Phương Huệ. Rồi đây xếp dập ly nè. Trời ơi sale 89.000 bà gái đồ hốt nhâm tay liền luôn, rất là đẹp. Trời ơi đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. Này cái quần nè, cái quần là quần dập ly, áo là bu rip cho mọi người nha. Rồi ok em luôn cho 89.000 bộ. Còn một cái dập ly cuối cùng nè, qua ngồi xếp lại giùm em mấy người ơi. Sao ta làm sao cho nó gọn ta? Anh đưa cái phiếu lên cho em được không? Cái cây đó nó xa quá hả? Tại vì để em in phiếu rồi em bỏ luôn cho nó dễ biết không? Chứ anh bỏ rồi anh không hiểu cái mẫu đó bao nhiêu nữa. Nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy bà nha. Em lên hàng xe với chị đây. Ok em ơi. Mỹ Linh hai cái đó. Rồi nó phá nó đi nó đi. À bộ ngố nè. Xuất sắc luôn, 55.000 chốt em liền, ngố 55 nè. Trời ơi, má ơi, ngố 55.000. Quá đẹp luôn. Ngố 55 nha. Đây, cái đầm bông á, đầm bông á. Ngố 55 màu đen. Dễ thương lắm mấy chị, cái cổ là cổ tim nè. Cổ là cổ tim nè, cái form này đừng hỏi em vô cái mặt vừa, vô cái mặt cũng vừa hết trơn á. Màu đen nè, cổ tim nè. Dễ thương lắm. Rồi bộ hoạt hình luôn, xe cho mấy chị luôn nè. 59.000 bộ hoạt hình, rất là đẹp luôn má ơi. Bộ hoạt hình nha cả nhà ơi, 59.000 nè. Cái quần nè mấy chị nè, ống rộng thoải mái giùm em luôn nha. Ok, gái lát rồi chị lên hàng cho. Lát rồi chị liền chị chốt bill cho. Rồi ai lấy chốt em nè, ngố nè. Có lộn bộ nha mọi người nha, 59.000 giùm em luôn. 59.000 bộ hoạt hình. Bộ hoạt hình cái Chi Nguyễn 59 nè. Chi Nguyễn nó hoạt hình 59 nè. Ngố 55 cho Nga Nguyễn nè. Đã mất tiêu rồi trời. Ngố 55 nó mất tiêu rồi ta. Phương Huệ lấy chân váy đông gái ơi. Chân váy giá rẻ nè gái ơi. Bộ hoạt hình cho Kim Kim nè. Để lát phải bỏ luôn hoạt hình cho. Đâu. Rồi chân váy sĩ 33045 2 size SM mặc vừa giùm em.
Quần ngố 55 ngàn mấy chị ơi, em còn một cái nè mọi người. Hôm nay ai hỏi quần ngố vậy? 29 luôn má ơi, còn size lớn luôn. Nãy giờ khách hỏi size lớn rất là nhiều. Ngố 29 còn một cái nha mọi người nha. Ngố 29 giùm em. Bộ 55 ngàn ngố 29 nè. Ờ, ngố 55 nè. Bộ ngố á, đúng rồi. Bộ ngố 55 ngàn. Rồi áo nha mọi người nha. Áo thể thao nè, phơm rộng giống quần 45 ngàn còn cái luôn. Rồi bắt đầu lên hàng sale mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha. Em chốt cho bà gái nào có nhãn dán chia sẻ nè. Chị Nga Nguyễn nè, comment lộn lộn nhớ chia sẻ giùm em. Kêu một cái bao em bỏ qua bên một bên luôn đi. Cho nhanh nha. Rồi đầm suông mấy chị. Ai hỏi em đầm suông, đầm suông này em còn nhiều màu lắm nè. Rồi lên cái đầm suông này cho mấy chị luôn, xem cho mấy chế luôn. Tôi xem em xem giá sắp luôn 39 ngàn luôn. 49 ngàn trơn á. Xem lỗ luôn, lỗ rồi, lỗ thêm tí nữa mấy chị ơi. Cho nó hết hàng. Rồi đây, đầm suông 39 ngàn một cái giùm em. Cho nó hết luôn nè mấy chị ơi. Đầm suông 39 nha mọi người nha. Em có màu vàng, màu hồng, màu cam, màu kem, màu xám, màu đen, màu xanh nha mấy chị nha. 39 ngàn một cái mấy chị. Ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số giùm em liền ha mấy chị ha. 39 ngàn. Lên màu kèm số điện thoại giùm em. Nga Nguyễn một bộ hoạt hình đó là hai bộ đúng không? Chi Nguyễn, Nga Nguyễn này là ba bộ đúng không? Rồi ok nè. Hoạt hình nè, Nga Nguyễn có hoạt hình luôn nha. Đầm suông em còn nhiều mấy chị nè, sale 39 ngàn một cái đầm suông luôn. Mấy chị muốn coi màu nào thì mấy chị comment em sẽ mở màu lên cho mấy bà gái coi ha. Để con em bung màu ra nữa. Lên màu nhanh nhanh cho bà chị luôn. Rồi cái đầm này siêu đẹp luôn nè. Rồi xanh đậu cho Chi Nguyễn nè. Xanh đậu Chi Nguyễn nè, 59 ngàn, 39 ngàn cái đầm suông nữa rồi. Hôm nay là vô đây coi like là họ vô mảnh luôn á. Hẹn em sale rẻ dữ lắm. Sale rẻ mà giá sốc luôn. Chi Nguyễn chia sẻ like giùm em luôn nè. Xuân trắng cho Yến Trò nè. Chia sẻ like giùm em nè. Lên thông tin luôn. Chia sẻ like và lên thông tin giùm em nha mọi người ơi. Yến Trò nè. Ok nè. Gần Ngân 40 trắng nè. Đầm su nè. Cho Gần Ngân màu vàng về bán nè. Rồi. Em còn mấy chị ơi. Xuân kem. Xuân kem, xuân hồng và xuân đây đây còn mấy cái đầm xuân là hết luôn rồi nha. Đầm xuân dồn đơn xanh hết rồi nha chị, hết xanh hết xanh. Còn trắng, còn vàng, còn hồng, còn kem, trắng vàng hồng kem. 39 ngàn cái đầm xuân nha mấy chị ơi, 39 ngàn một cái đầm xuân mà em luôn, giá rẻ bất ngờ nha mấy chị ơi. Lên giùm em liền màu kèm số điện thoại luôn. Rồi đầm kiểu nha mấy chị nha. Xuân kem cho chị Mai Thương. Xuân kem cho Mai Thương. Nhớ mấy chị ơi, cho em xin cái giá mấy chị, mua hàng sale cho em xin cái giá kế bên. Mai Thương chia sẻ like giùm em nè. Chia sẻ like giùm em cho mọi người, hiện lên cho em cái nhãn người chia sẻ nha. Anh không tính được giá sale đâu mấy chị ơi, báo trước cho mấy bà nha. Tèo, hỏi Tèo nó có ăn cơm không, mua cái trứng về chiên cơm ăn. Ôi lộn, nấu cơm đi cho mày coi, ăn cơm. Anh đi làm xuống ăn rồi. Vậy hả? Rồi, đầm tiểu thư nè mấy chị nè. Đầm tần giùm em luôn, rất là dễ thương nha mọi người nha. Sale cho mấy chị luôn, 65 ngàn đầm hồng. 65 ngàn đầm hồng giùm em. Ủa này cái gì mà nhiều giá chơi nhiều vậy trời. Trời ơi, cái sách này hôm nay sale rẻ luôn mấy chị ơi. Sale rẻ luôn, còn có hai sách màu tím. Xuân kem 39 cho chị Mai Thương có rồi nè. Đầm hồng 65 cho chị Nguyễn Thị, cho Thanh Ngân nè. Ngân nè, 65 nè. Ok nè, cái này hôm nay sale rẻ luôn. Em bán cái sách này là 101 cho mọi người nha. Rồi set bông gòn. Set bông gòn sale giá sốc luôn mấy chị ơi. 89 ngàn. 89 ngàn cho mấy bà luôn. Bông gòn này mà ai mua là biết nè mọi người. Đẹp lắm luôn. Có túi nè, dây kéo bên hông giùm em luôn nha mọi người nha. 89 ngàn một em thôi. Rất là cưng luôn. Chốt giùm em liền. Bông gòn nha mấy bà. 89 ngàn. Không mua là uổng luôn. Có cho chị Yến Tròn ơi, đợi xíu đi chị. Bầu bì bon chen phải đợi em nha. Em lên từ từ nha cả nhà nha. Rồi em này là siêu phẩm nè. Set cho Nguyễn Thị Mỹ Linh nè. Còn hai set Linh ơi. Còn hai set là Linh lấy hết không? Mỹ Linh nè. Rồi đây mấy chị. Cái đầm này dễ thương lắm. Xe cho mấy chị cái đầm này 75 ngàn. Trời ơi mấy bà ơi, mấy bà nhận hàng cái đầm này dễ bà xịu luôn. Xe 69 luôn. Xe cho bà giá 69 ngàn luôn. Đây. Đầm đen nha. Đầm đen đẹp lắm nha mọi người nha. 69 ngàn nó xếp ly hai bên dây kéo đằng sau lưng. Cái này là dáng tiểu thư nè. Bà nào kiểu mặc theo kiểu mà phong cách cổ điển á, mặc cái này lên đi rất là cưng luôn. Còn có một cái một luôn màu đen kèm xứng thoại giùm em. Màu đen kèm xứng thoại em luôn. Cái này là tiểu thư nè mấy chị. Tiểu thư quần đùi chốt lại 69 ngàn một bộ tiểu thư quần đùi.
đùi liền. Trời ơi nó dễ thương mấy chế ơi. Rồi chị nào chưa có mua đủ đơn thì ráng mua giùm em và mọi người nha. Rồi ok chưa, 69.000 bộ tiểu thư quần đùi phải đủ shop nha mọi người, phải đủ shop nha, 69 giùm em. Mẫu nào gái ơi, mẫu nào như ký mặt dừa, 58kg đầu lại quay đầu mặt ok giùm em, 58kg đầu lại là mặt đẹp ha. Rồi áo phơm rộng giấu quần luôn, xe cho mấy chị 35.000, 60kg, 65kg mặt ok luôn, 65kg mặt thoải mái nhưng... Rồi nó dính luôn, dính cái hông cô của anh chứ cái gì. Rồi ok, ai lấy màu nào chốt em nha. Áo nè mấy chị ơi, 35.000 nè. Áo 35 giùm em ha. Trời ơi, cái này còn một cái cụ mẹ, cái này mặc dễ thương lắm nè mấy chị. Cái này là mặc siêu dễ thương luôn. Rồi xe cho mấy chị luôn, 33.000 áo trắng. Áo trắng nha mọi người nha, cái này dễ thương lắm. Áo trắng 33 cho Thiên Bảo nè. Cái này mặc dễ thương lắm mấy chứ ơi. Đang mặc nè, áo trắng 33 nè. Áo 35 cho Phạm Huyền. Áo 35 cho Phạm Huyền nè. Cái này em còn nè, chị ơi ai lấy thì cứ chốt cho mấy bà nha nè. Áo dễ thương lắm, form rộng 65kg luôn. Phạm Huyền lên thông tin giùm em, ráng mua đơn trên 75.000. Chị nào không mua đơn trên 75.000 này bên em sẽ xả đơn nha. Báo trước chắc bà luôn. Rồi bộ này sale rẻ mấy chị ơi. Bộ dây rút giùm em luôn, 50.000 bộ. Mặc tới đâu rút tới đó nha mọi người nha. Mặc tới đâu rút tới đó giùm em luôn. Quần là quần ống rộng nè. Rồi 50.000 một bộ giùm em liền ha. Rồi áo 35 cho chị Chi Nguyễn nè. Đợi chút xíu nào, thiếu cái áo 35.000 nè. Ghi lại đi, áo cờ 35 đi. Lát hồi đừng lấy cho nè. Lát hồi nó đừng hỏi nha. Bộ 50 cho Nguyễn Thị Bảo Trâm nè. Bộ 50. Tiếp tục luôn. Cái này có mũ rêu nữa mấy chị ơi, 50.000 luôn nè. Dây rút nè. Em có mũ rêu nha mấy bà nha. Em còn mũ rêu 50 nữa nè mấy bà chế. Mũ rêu 50 nè. Rồi màu hồng 50 nữa nè mấy chị ơi. Bóp xanh lấy màu gì chơi. Màu hồng 50 nè mấy bà. Dễ thương lắm nha mấy bà chế nha. Màu kèm sổ em luôn. Áo chị mặc chị không biết chị còn rồi, đợi chút xíu nha em ơi. Rồi mấy chị ơi, áo tay dài giùm em luôn ha mấy bà chế nha. Đây nè, áo tay dài giùm em nha cả nhà nha. Dễ thương lắm. Rồi hàng này là to dạng thoải mái luôn, 33.000 áo quá. Áo trắng, áo trắng 33.000. Áo trắng 33 giùm em nè. Bảo Quyên lấy rêu 50 nè. Bảo Nguyên lấy rêu 50 còn cái hồng nha mọi người. Rồi tiếp tục giùm em luôn. Áo nha mấy chị ơi, cái này là phơm dài mấy chị. Phơm dài nè. Rồi mấy chị chốt em áo chữ xanh 35 nha. Áo chữ xanh 35, Thanh Ngân lấy áo 33 nè. Thanh Ngân lấy áo 33 nè. Áo chữ xanh 35.000 nè. Mỗi mẫu em có một cái, mọi người nhanh tay giùm em ha. Áo đang mặc em còn màu đen nữa nè. 33.000 luôn áo đen. Áo đen 33 mấy chị ơi. Áo đen 33 giùm em luôn nha. Rồi sơ mi mấy chị ơi, sơ mi màu đen 50.000. Cái này có chữ Chanel, nút là gài từ trên xuống dưới nha các bà ơi. Các bà muốn gài xong là gài em nha. 50.000 sơ mi Chanel đen. Áo đen 33 cho trà sữa trà mi. Lên số điện thoại giùm em. Thiên Bảo em hết nha. Rồi Mickey nha cả nhà ơi. Đầm suông Mickey nè mấy chị nè. Rồi 39.000 trắng giùm em luôn. Suông Mickey 39 trắng nha mọi người nha. Thiên Bảo hết áo đen 39 rồi. Ủa cái đầm này đẹp lắm mấy chị ơi. Em sale rẻ luôn nè mấy bà ơi. Rồi ô đẹp lắm nha mấy bà nha. Nè form nè mấy chị nè, xuất sắc chưa. 69.000 đầm, 69.000 đầm nha mọi người nha. Đầm dập ly phía sau bao nhiêu vậy chị? 105 nha bé Hòa ơi. Đầm dập lên phía sau là 105 giùm em nha. Rồi bộ Adidas ngố mấy chị. Adidas ngố này còn một bộ xe cho mấy chị luôn, 59.000. Ngố Adidas, ngố Adidas giùm em. Áo đang mặc em có cái màu xanh nữa nè mấy chị. Áo đang mặc có cái màu xanh nữa là 33 luôn nha. Xanh 33 giùm em luôn.
Rồi body mấy chị ơi, body coi diễn giùm em nha mấy bà nha. Còn cái một xe mấy chị luôn 59 ngàn. Body, body 59. Áo này mặc theo kiểu hai cổ giùm em nè, mặc theo kiểu cổ tim nè mấy chị nè, cổ vuông cũng được nha, 50. Có lượng 33 ngàn. Xếp bông gòn cho Kim Kim nè, 89 ngàn. Xếp bông gòn nè, 89 nè. Rồi áo mặt nạ mấy chị, áo mặt nạ là áo mặt nạ chốt em nha, áo mặt nạ là chốt em luôn 35 ngàn. Áo mặt nạ 35 nha cả nhà ơi, còn cái một thôi à. Đầm xuông em còn cái màu đen nữa chị, 39 ngàn đầm xuông nha mọi người, 39 đầm xuông giùm em luôn. Trời ơi cái này đẹp quá trời, có bị lỗi giống vậy trời, sao còn hôm nay vậy trời ơi, má ơi không có hàng bán luôn nè mấy bà ơi. 49 ngàn, ai mà chốt cái này là vô mánh nè, 49 ngàn nè mấy bà, 49 nha. Hàng chi bữa giờ tao tìm cái áo này quá trời luôn không ra. Áo mặc hết từ gái ơi, áo mặc còn màu xanh đó bé, áo mặc còn màu xanh, 49 cho Trần Nhật Thơ nè. Trần Nhật Thơ lấy được áo này là vô mánh luôn á, cộng dung hết nha mấy chị ơi, áo mặc em hết rồi. Rồi áo cổ vuông mấy chị ơi, cái áo này dễ thương không, bán cho bà chị cái áo này giùm em 39 ngàn nè, ai mà chốt được áo này là xuất sắc luôn, rất là rẻ luôn mấy chị. Áo 49 em hết luôn, áo nu nè mấy chị nè, áo vàng nè, áo đen và áo trắng nha mọi người nha, hàng cổ vuông mà chất buôn rip luôn. Áo này em bữa em bán là 55 ngàn một cái nha mấy bà nha, dễ thương lắm, chất rip luôn mọi người ơi, dạng lắm, phải đẹp cực kỳ luôn. Rồi nâu cho Trương Thuận nè, ok nè, 39 ngàn. Áo trắng cho chỗ Trà Mây 39 ngàn. Áo vàng, áo đen với là áo nâu. Cái này nha mấy chị nha, không phải là hàng ở đâu, mà là cái mẫu này nè. Đỗ Trà Mây nãy giờ chưa có lên số điện thoại nè chị ơi, mà cái này nó để trong góc đó mấy chị, nên là em lô đây em sale luôn á. Bữa giờ em quên, em tìm cái áo này bữa giờ khách em hỏi cái áo này quá trời luôn, em không biết nó nằm ở đâu luôn. Nằm nhập ly nhà em là 60 ký độ lại mặt đẹp nha. Áo thun mặt nạ nãy á chị, ok, áo thun mặt nạ 35 ngàn nè. Áo thun mặt nạ cho Cẩm Nhung nè, Trung Đơn là chị gì nè, Cẩm Nhung Trung Đơn là Jenny Hồng nha. Rồi ok luôn, áo này em còn mấy màu thôi nha mấy chị nha, 39 ngàn. Rồi đẹp lắm luôn mọi người ơi, chất zip rồi co giãn rồi thoải mái lắm. Rồi có ba màu giùm em ha, màu đen nè, màu nu với lại màu vàng luôn, đen nu vàng ba màu. À lấy màu nào chốt em, đẹp quá trời luôn, tìm bữa giờ cái áo luôn không thấy đâu trơn. Má ơi áo tầng của tôi, trời đất ơi mấy bà ơi, áo tầng mấy chị ơi, áo tầng siêu rẻ luôn. Áo tầng hôm nay sẽ cho mấy chị giá siêu rẻ, siêu sắc nha. Nè quần legging còn 2 cái mấy chị, quần legging còn 2 cái sale 50 ngàn nè. Quần legging còn 2 cái sale 50 nè, không lấy em lấy mật luôn. Em lấy cái đầm nu nha chị, ok bé Hòa. Cái đầm nu phía sau phải không, đập dập ly phải không. 105 nè, đầm dập ly nu nè, 105 nè. Ok áo dập ly, áo 2 tầng giùm em, áo 2 tầng này em xe với bà chế luôn nè, siêu rẻ luôn nha mấy bà chế ơi, 39 ngàn luôn, cho nó hết luôn này còn mấy cái, 39 ngàn áo 2 tầng nè, 2 tầng đen, 2 tầng vàng, 2 tầng nu, 2 tầng đỏ. Em còn mấy cái em cho nhanh nha mấy bà nha, tranh thủ hốt em luôn. Rồi ok tiếp tục với chị. Ôi, cái dung mày đẹp lắm nha mấy bà ơi, cái dung mày xuất sắc luôn mấy chị. Rồi còn cái duy nhất luôn cho mấy chị ơi, xe cho chị luôn, 79 ngàn chốt thì em liền dung. Vải dày lắm, hàng 2-3 lớp luôn nè mọi người, hàng 2-3 lớp luôn, nó đẹp lắm. Áo trắng nu đen là gì vậy, ớt xanh áo trắng nu đen là gì, à áo 39 ngàn phải không, trắng đen nu nè, ớt xanh nè. Chà mail cho số điện thoại xả đơn nè. Áo 2 tầng vàng nè, dâm cho Chi Nguyễn nè, dâm 79 là cho Chi Nguyễn nè. Đông đông á, 2 tầng vàng 39 ngàn nè. Áo xanh Trung Đơn chị Ruby Thủy Bích nè. Chi vậy? Chị Anh Thư nè.
lưới cho mọi người nha. Này dễ thương lắm, 2 dây tay lưới cho mọi người nha, 50 chốt em luôn, đầm đen 50. Còn men giá luôn nha mấy chị ơi. Chưa có lấy số điện thoại chị ơi, xả đơn rồi chị. Đổ trà mi nào lấy số điện thoại luôn á. Có đồ bộ pyjama hay quần dài áo ngắn không chị? Có em ơi. Pyjama nhà chị có nè, pyjama nhà chị là hàng lụa satin đâu mà. Hàng lụa satin, bây giờ còn hàng lụa satin thôi, 125.000. 129.000 bộ, đợi chút xíu. Ai muốn coi cái hàng đó đợi chút xíu. Bông gòn còn bộ 89.000 nè. Bông gòn em còn bộ 89 nè. Áo này đẹp nhất cái nách luôn. Xinh chưa? Chữ thêu nha mọi người nha, 35.000. 35 giùm em áo trà, áo gì áo nâu. 35 áo nâu kèm sức hỏi giùm em. Trời ơi áo xoắn eo luôn mấy bà ơi, 33.000. 30.000 áo đen chứ, 30.000 áo đen. Giùm hả, giùm 79.000. Sale rồi cho sắp luôn. Áo nâu 35 cho Trương Thuận. Rồi xét này sale rẻ cho mấy bà luôn nè, 79.000 giùm em nha. Nhớ chia sẻ nha mọi người, không chia sẻ không có chốt được nha mấy bà trẻ nha. Rồi xếp nâu giùm em luôn, 79.000. Rất là đẹp, không mua là tiếc nha mấy bà trẻ nha. Không mua là tiếc lắm, tiếc luôn. Quá rẻ luôn. Rồi, bảy chúng ta 79 nè. Đen 30 cho Đạt Đạt. Đạt Đạt nhận đơn thủ cho chị chưa vậy? Đạt Đạt nhận đơn thủ chưa? Này áo khoác nè, nâu 35. Mấy chị comment giá đi, để mình giờ mình khỏi gây lộn với nhau gì cái giờ cái vụ hàng giá hàng sale. Tại vì á mấy chị ơi, em quăng qua á mấy chị, nhiều khi không biết nghe lộn, bên em nghe lộn mấy chị, bên em nghe lộn đồ này kia nữa đúng không? Nên mấy chị cứ comment giá kế bên đi, mình giờ mình khỏi gây lộn với nhau, được chưa? Ví dụ như mấy chị nào đen 30, nâu 35 vậy đó, là khỏi gây lộn với nhau luôn. Ví dụ người này cứ sao chị mua cái chị em sale 50 mà em tính chị 59, mất công lắm mấy chị. Mấy chị cứ comment cái giá kế bên giùm em đi. Nếu như mấy chị comment giá sai là em kêu mấy chị comment lại cho nó em in bill lại cho nó dễ ha, cho mất công lắm. Ớt xanh chung đơn lại ly ruby. Rồi áo khoác Kenzo 50, ok nhà chị Đông Đông. Áo khoác 50 màu gì? Màu tím nè, màu tím màu hồng gì đó, màu hồng tím nha. Rồi áo nơ, áo nơ 29.000, áo nơ 29.000 màu vàng. Sale mấy bà chế giá này, mấy bà chế không mua được nữa thì thôi luôn á. Em đợi chút xíu nha cô bé ơi, em đợi giùm chị một chút xíu nha. Lộn. Rồi áo đen này hồi nãy còn cái 33.000 đó mấy chị. Giống như em đang mặc mà nó màu đen nè. Giống như em đang mặc mà nó màu đen nha, 33.000. Chốt giùm em luôn. Áo đen 33 kèm xin hỏi. Lát hồi nó còn mấy đắng trong đó nữa mấy bà ơi, mấy bà đợi em xíu đi. Áo đen 33 cho Thiên Bảo. Đen 33 cho Thiên Bảo nè. Xếp bông gòn cò mấy bà ơi. Rồi bộ này bao đẹp luôn, 50.000. Xuất sắc luôn nha mấy bà trẻ nha. Bộ baby doll 50. Trời ơi bây giờ người ta đang bán hả, 70-80.000, tôi bán 50.000 mấy bà ơi. 50.000 bộ. Chốt em liền bộ baby doll. Cái gái là mua bộ pyjama đợi chút xíu mà em nha. Em lên liền em sell hết cái đống này rồi nè. Rồi em lên pyjama em sell tiếp cho. Rồi sơ mi rất top luôn. Sơ mi rất top là sell 39.000 cái luôn. Sơ mi rất top mặc chấp chấp luôn mấy bà trẻ nha. Nút gỡ gài ra được giùm em, nút gỡ nút gài được luôn. Uyên Nhã hết áo 33.000. Quần ngố này em còn cái để chụp hình ngân nãy luôn nè. Quần ngố còn cái để chụp hình ngân. Sơ mi chụp hình ngân nè. Sơ mi chụp hình ngân nè. Ok nè, 33.000 nè. Lâu lâu dọn kho là mấy chế ơi mệt mỏi luôn á. Rồi sơ mi tay phòng giùm em luôn nha. Sơ mi tay phòng với chị tà trước ngắn hơn tà sau, 39.000 luôn. Sơ mi tay phòng. Chị
Chị Huỳnh Ngân, sao bên này còn hai cái lấy giùm em. Chị Huỳnh Ngân ơi. Rồi có màu đen nè mấy chị nè. Chị Ngân có màu đen luôn không? 39 ngàn. Sơ mi 39. Trời ơi, áo rắn mấy bà ơi. Áo rắn mà bán 35 ngàn là ai lại em? Áo rắn siêu ngầu luôn, 35 ngàn. Nè, hai màu đen trắng là tìm cá này bữa giờ luôn. Ok trễ nè, Huỳnh Ngân nè. Rồi, áo rắn 35 ngàn cái nè mấy chị. Trời ơi, bữa giờ tiền cáo này gần chết luôn. Nằm ở trong bao. Trời ơi, muốn cùng với nó luôn. Rồi, quần ống rộng mấy chị ơi, 50 ngàn chốt liền giùm em liền. Có túi nha, vải đuổi luôn, không ngang 50. Ống rộng 50 nè. Bộ này mặc là siêu dễ thương luôn, xem cái bà 59 ngàn nè. Trời ơi, cái bộ này mấy bà chế không mua bà chế tiếp với bà chế. 59 ngàn giùm em luôn, màu cam luôn hả, ôi xuất sắc. Hàng đẹp luôn. Rồi áo ngắn đen cho Nguyễn Thanh Ngân 33 ngàn. Quần cho Bảo Trâm 50 ngàn. Rồi bộ này 59 ngàn. Bộ 59 nha. Rồi cái áo ba lỗ này sale cho mấy chị luôn nè. Áo ba lỗ này còn một cái sale 30 ngàn nè. Rồi áo ba lỗ đẹp lắm luôn á. Ba lỗ 30 ngàn cái nha. Ba lỗ ba mua giùm em nè. Bộ cam cho Mỹ Trương nè, 59 ngàn. Áo ba lỗ 30 ngàn. Rồi, quần đùi, sọt đùi em 25 ngàn. Mấy bà ơi, tôi đây. Em nói nghe nè, em bán hàng sale rồi, đừng bơm em tội nghiệp nha. Quần 50. Rồi, áo nơ. Một cái màu đen giùm em luôn. 30 ngàn, ba lỗ 30 của chị Nguyễn Hoa. Nguyễn Hoa bây giờ có đơn như vậy chị ơi. Ráng mua đơn dồn giùm em cho mọi người nha. Em sale cực lắm mấy chị. Để đừng có xả em tội nghiệp nha. Má ơi. Cái bộ này mà chị nào mua livestream của em là biết cái bộ này bữa em bán khủng khiếp cỡ nào luôn. 119 ngàn một bộ mấy chị, em còn đúng một bộ duy nhất sale 100. Bây giờ em thiệt sự hàng em nhập không ra luôn, không có hàng luôn, tại bữa em sang được cái lô sale thôi mấy chị. Đẹp lắm. Bộ ba lỗ nè mấy chị, trời ơi mặc dễ thương cực kỳ luôn, có túi luôn nha. 100 ngàn chị nào may mắn. Thiệt sự luôn, hôm qua có một áo 39 áo ok chị. Còn mấy bà không lấy mận, em lấy mận luôn. Tại vì cái này rất là đẹp luôn, vải đuổi. Trời ơi, em nói thiệt ai mà nhận cái bộ này về là biết cái vải nó đẹp cỡ nào. Hứa luôn á. 100. Áo đang mặc còn cái 33 nè, ai hốt. Nhanh tay. Trời ơi, áo hai bèo màu đen. Còn nữa nè. Áo hai bèo màu đen 85 nghìn. Hồi nãy có hai bèo chặt em hết rồi đó mấy chị. Lò ra cái hai bèo đen nè. Hai bèo đen 85 nè mọi người ơi. Hai bèo đen 85 giùm em nha. Rồi ok. Còn này còn cái áo đâu nằm đâu ta. Cái áo nằm trong cái bao nhiêu nữa nè. Rồi ok tiếp tục mấy chị ơi. Cái gì đây ta, cái gì vậy. Trời ơi cái của sao mấy mùi à. Áo trơn mấy chị. Áo trơn để nào like có bán nè mọi người nè. Áo trơn 45 ngàn nha mọi người nha. Hai màu trắng đen. Được chưa? Ai lấy màu nào chốt em luôn. Áo trơn 45 còn hai màu trắng đen kèm tích hỏi giùm em luôn. Rồi áo 3D 49 ngàn. Áo 3D nè mọi người nè, 49 giùm em luôn. Mặc bao sang nha. 3D 49 tiếp tục giùm em. Pizama. Tiểu thông tiểu ơ. Trơn trắng đen hai màu cho cô, cho chị bẹp. Hôm qua mã 39 rồi, Thiên bảo lấy hai áo trắng đen luôn. 45 ngàn cái. Áo trơn. Thiên bảo còn cái trắng nha gái ơi, hết đen. Hết đen rồi gái. Còn trắng mà còn hai cái trắng giùm em thôi, hết đen nha mọi người. Đen còn cái nào không trời. Rồi đen còn cái luôn là anh ơi. Được rồi, Thiên Bảo có hai cái trắng đen luôn ok. Thiên Bảo hai cái trắng đen là hên quá vậy ta. Rồi ok tiếp tục mấy chị ơi. 3D cho chị Thùy, Thùy Nguyễn 49 nè. Thùy Nguyễn cho Thùy Nguyễn 49 ngàn nè. Còn cái này pyjama.
pyjama giá pyjama này hàng 100 mấy bộ lận, ai mua được thì mua, 100 như ta 129.000 bộ. Nhưng mà em đảm bảo luôn, em bán là rẻ nhất thị trường. Quần đang mang có người lấy ở đó mà cũng có người lấy rồi. Rồi em lên tiếp tục cái chơi luôn, mấy cái chụp hàng sale lên với bà nữa nè, hàng sale một cái một làng nữa nè, chung bảy rồi này kia nữa nè, quá trời luôn. Thì cục hàng tổng hàng sale thì luôn á, nhìn má ơi luôn, ba má nhận không ra. Bà nào mua chưa đủ đơn ngày mai nhớ vô dùng đơn giùm em nha mọi người ơi. Có cho em rồi nha, chơi nha, xe bẹp gì nè, có rồi đó em ơi. Ok là tiếp tục chương trình. Lấy gì trời, sơ mi hả? Bộ em đang mặc nè mấy chị, em lên màu nha, lên màu sơ sơ với bà luôn, 129.000 bộ luôn, mà dễ thương lắm luôn nè mấy bà ơi, bà dầu này dễ thương lắm, bà nào lấy được thì lấy 129.000. Em có màu hồng, màu kem, màu hồng nhạt, màu đỏ, xanh đậu, xanh biển. Ai lấy màu nào chốt màu giùm em, kẹp cột lại em cái coi. Tiếp tục với chị ơi, qua màu.
tiểu thơ 79 cho Bảo Trân nè. Đúng rồi. Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Rồi bộ giùm em nha mấy chị nha, bộ phối mấy chị. Bộ phối nha, cái quần bộ này bộ thể thao nè. Dán phối cho cả nhà luôn. Rồi xe giống chị bộ này luôn nè, đẹp lắm luôn nha bà ơi. Rồi bộ này dễ thương luôn á. Mà còn lại đúng một bộ này luôn. Còn có màu nè. Ba màu, màu này màu xanh. Ý, màu này màu nâu với lại màu trắng quần hồng. Cái nào màu, màu này đúng dễ thương luôn. Rồi ai lấy bộ này chốt em luôn, còn một bộ duy nhất nha mấy bà ơi, sale 89. Chốt em mã thể thao nha, thể thao 89 nè. Rồi bộ đen này sale cho mấy chị 65.000. Phối bộ nè, 89 cho Thanh Ngân. Rồi tiểu thư. Phối nè, phối mới quăng qua đó. Thanh Ngân nè, 89. Rồi bộ giùm em luôn nha mấy bà nha, quần có túi luôn, sale cho mấy chị nè. Ờ, bộ này phải siêu đẹp luôn, 65.000. Phối đen. Chốt em nha, pyjama phối đen. Phối đen 65 nè, kèm xin hỏi. Phối đen 65.000. Cái này còn 3 bộ nó mới chết. Cái này còn hai màu nha mấy bà nha.
Để tao đi o xe cho mấy chị luôn nè. Nhiêu ta? 79.000. Đi o mấy chị, đẹp lắm luôn. Màu xanh với lại màu tím nha mấy chị nha. Hàng vải bu rip luôn, vải đẹp lắm mấy chị ơi. Còn hai bộ, cái bộ này mấy chị mặc là siêu ngầu luôn nè. Vải mặc đã lắm. Còn hai màu giùm em. Kim thơ lấy bộ kem. Giống cái kem, kim thơ. Rồi, đi o mấy chị nha. Trời ơi, vải đẹp lắm luôn á trời. Vải này xuất sắc luôn. Rồi em còn hai bộ. Đi o tím, đi o xanh kèm số điện thoại giùm em. Đi o tím, đi o xanh. Áo nào thiếu cái phải không? Màu trắng nè, trẻ nè. Áo chữ thơ em còn cái 35.000 màu hồng. Chữ thơ 35.000 màu hồng. Cái này phông rộng dấu quần mấy chị ơi, xe 49. Không có túi em ơi. Đi ơi, em đang xe 79.000 chị ơi. Còn tím với lại màu màu tím với lại màu xanh thôi chị, 79.000. Rồi ai lấy bộ này chốt em luôn. Ôi lộn, ai lấy áo chốt em luôn, còn hai cái nè. Còn hai cái nữa chị nha. 49.000, cái này là hàng Quảng Châu nè mấy chị, hàng vải đẹp nha. 49 giùm em luôn. Áo phông rộng dấu quần. Rồi bộ tiểu thư đồ rẻ lắm mấy chị, bộ tiểu thư giá cao lắm mấy chị ơi. Mà em sale cái bộ này cho mọi người luôn, 79.000 một bộ nè. Vải đẹp lắm luôn mấy bà ơi. Tại là ghiền nè mấy chị. 79 giùm em nha mọi người nha, tiểu thư nè. Quần có túi mấy chị ơi, 60kg mặc thoải mái luôn. Em còn hai màu. Hồng thêu 35 cho Ngọc Quyên. Hồng thêu 35 cho Ngọc Quyên nè. Rồi bộ này em còn hai màu nha mấy chị nha. Màu nâu với lại màu hồng, màu nâu với lại màu tím giùm em. Nâu với tím. Tím với nâu. Nâu tím hai màu lên xin hỏi giúp em luôn các bà ơi. Rồi tiếp tục qua mẫu. Rồi, mèo gì? Mèo gì nữa? Ừ đúng rồi. Rồi em nói anh ghi lại đi, anh không chịu ghi. Em nói anh ghi lại ký hiệu đi. Hồi nãy cái hỏi áo em mặc, ê áo mặc này áo đỏ nha, áo mặc đây là áo màu trắng nha. Áo em mặc đây là áo màu trắng, em kêu anh ghi lại con nhỏ là áo lá cờ đi. Màu trắng phía sau là mẫu nào vậy trời? Tím tiểu thư cho Tuyền Nguyễn. Cá nằm trắng phía sau chị là nào? Cái nào vậy? Hoa hả? Bộ nu. Bộ nu nào? Bộ nu đang cầm hả? Bộ nu đang cầm giá khác em ơi. Bộ nu này đang cầm chị đang. Cái này chị xem tới 95.000 lận nha. Lấy em bộ Dior xanh nha chị. Ok cầm nhung. Tiểu thư tím Tuyền Nguyễn. Nu tiểu thư cho Tuyền Nguyễn rồi. Kem dâu lấy nu tiểu thư đúng không em? À lấy bộ nu này phải không? 95.000. Kem dâu lấy nu 95. Tiểu thư 8 cho tiểu thư 79. Rồi đây. Có đầm body không chị? Có đầm body Nhã Phương. Body đó chị mặc đẹp lắm nè. Bất ngờ đúng rồi nha Tình Lê ơi, nôn 95 em hết nha Nguyễn My. Rồi đây nè mấy chị nè, đẹp lắm nè. Body này có 75.000 chị ơi, đẹp lắm. Màu cam nè, màu nu với lại màu đen, ba màu cam nu đen. Ok chị, em biết rồi chứ ơi. Ủa về nào em, đang mặc đó hả? Chưa. Nè còn bộ nữa nè. Bộ này y chang cái bộ hồi nãy luôn. Xe mấy chị bộ này giá rẻ lắm, có 85.000. Giao rẻ luôn. Bộ này bán trăm mấy không à. Mấy chị nhớ, mấy chị nhìn, mấy chị về, mấy chị nhớ cái chiếc vải này nha mọi người nha. Em sale 85.000 là em sale lỗ mấy chứ. Đẹp lắm. 48kg dù em ơi. Body đen cho Đào Huỳnh. Body đen cho Hoàng.
Hoàng Lê Hồng Nhung. Hoàng Lê Hồng Nhung có đơn nhà em chưa vậy? Chưa có đơn, nhớ comment giùm em nha dồn. Có đơn comment dồn em. Chưa có đơn lên xin hỏi giúp em đó chị ơi. Đen còn có 1 cái rồi mấy bà ơi. Đen còn 2 cái, ừ hên quá. Body đen cho đầu hình nè. À vậy là kem dâu. Chị ơi em lấy nu tiểu thư. Á trời ơi, lại có bộ nu 95 hồi nãy là cho chị Nguyễn My. Nu 95 cho chị Nguyễn My nè. Nu 95 chị Nguyễn My có một bộ nu 95 nha. Em dồn đơn đi luôn nha chị ơi. Có nằm baby doll không chị? Mon Trần. Nằm baby doll nè không bà ơi. Có nằm xuông mà. Hôm nay có nằm đuôi cá dễ thương. Sao hôm nay nằm đuôi cá vậy? Đuôi cá đẹp gần chết vậy. Còn hai màu cam với nu là hết chị ơi. Cam nu gì mà em nha. Rồi bộ này em sale rẻ mấy chị ơi. 85 ngàn ai mua mấy bà ơi. Hàng này em bán. Người ta bán tới 200 mấy bộ lận nha mọi người nha. Vải đẹp lắm. Vải này vải hàng shop mấy chị. Hàng trong bịch ship luôn á, xịn cực kỳ luôn. Ok. Body 75 ngàn. Có màu cà phê nữa nè mấy bà. Có màu cà phê nữa nha. Đây nè. Màu cà phê giùm em luôn, 85 luôn nha. Ok bà trẻ. Trời ơi, sức ghê xuông nè mấy chị ơi. Xuông bọn cái gì nè mấy bà. Tao chốt rồi bây giờ đó mình ta đông. Mày lá cái nữa đi. Ok Nhã Phương nè, màu nâu đợi chút xíu luôn. Rồi đầm, đầm xuông 39 ngàn còn cái vàng. Màu nâu nè em ơi. Màu nâu với lại màu nâu tay. Muốn lấy màu nào thì lấy. 85 ngàn bộ sale rẻ với bà trẻ luôn. Đẹp lắm luôn trời ơi. Bán lộ gần chết. Mấy cái hàng này đó chị ơi. Hàng trai bán lộ dữ lắm đó chị thầy luôn. Nó mà quay ra chứ. Đâu còn lấy body đen. Có xếp bộ dài tay không chị? Không em ơi. Có xếp bộ tay ngắn quần dài được không? Có xếp bộ dài tay nha. Body giá trị cho em xem màu nâu. Ai? Đọc tên họ, tên gì? Phạm Huyền. Phạm Huyền không có số điện thoại chị ơi. Phạm Huyền có số điện thoại xả đơn nha chị ơi. Cá hồi nãy hả? Ok để em xíu. Vàng 39 hả chế lắm rồi. Vàng 39 ngàn cho hình như hà. Body nè. Body nè chế. Có hai màu, còn hai màu đó. Cam với nu á. Rẻ lắm, có 75 ngàn cái à. Rồi đầm, đầm thiết kế nè. Đẹp lắm chị ơi. 69 ngàn chốt em luôn. Hoa 69 kèm xứng thoại. Hoa 69 kèm xứng thoại. Hình như hoa lấy cái vàng nè. Vàng 39 nè. Rồi hôm nay có về một cái mẫu đập đẹp lắm. Rồi hoàn tới xin hỏi nè. Chiêu dễ thương luôn, 95 ngàn nha. Màu xanh, có lộ màu hồng đậm, màu hồng nhạt. Màu nâu và màu đen giùm em luôn, 95 ngàn một đầm. Em này bao xinh luôn mấy chứ ơi. Em lấy cam cho Nhã, quên Nhã Phương. Đầm lấy cam cho Nhã Phương. Nhã Phương lên thông tin. Hoa 69 cho bé Bảo. Hoa 69 cho bé Bảo. Bé Bảo lên thông tin. Mấy chị ơi lên hàng lên thông tin cho mẹ đi mấy chị. Còn bộ chữ ký mấy chị ơi rất là đẹp luôn. Trời ơi 69 ngàn chữ ký giùm em. Chữ ký 69 nha mọi người nha, toàn bộ. Dập ly chị. À cái đầm dập ly đúng không? Tình Lê sorry em đợi chút xíu chị lên liền. Rồi 69 ngàn. Rồi siêu phẩm mấy chị ơi, xe với mấy chị luôn nè. Còn một bộ màu xanh duy nhất 95 ngàn. Rất là đẹp luôn. Hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Cái quần này mấy chị ống rộng nè. Có túi luôn. Bé Hảo lên xứng hội nè. Có set baby doll không chị? Hết rồi em ơi. Set baby doll chị hết hàng nha bé. Rồi set Burberry mấy chị ơi. Chốt cho em liền. Set Burberry, quần Burberry nha. 69 ngàn Burberry. 69 ngàn Burberry.
bao rì với bà chế thôi. Quần năm quần ống rộng 50 còn cái ai chưa có? Ống rộng 50 em còn cái nha mọi người. Ống rộng 50 nè. Đầm hồng treo trên sào là gì vậy chị Trang? Đợi chút xíu nha Hạ Như ơi. Dập ly nè. Đầm hồng treo trên sào nãy là gì mới dơ luôn á. Xét 69 cho Hoàng Lê Hồng Nhung. Bộ nè, bộ bút bà rì nè. Hoàng Lê Hồng Nhung nè, bút bà rì đúng không bà? Hay lấy bộ cam vậy? Hoàng Lê Hồng Nhung comment giùm em đi, lấy bút bà rì hay lấy cam vậy? Rồi đầm mới chơi dập ly nha mấy bà, 105 giùm em. Đầm trắng lấy người lấy nè. Để đi lát hồi em lấy cho. Rồi em có màu nu, màu vàng, màu đen nha. Cái này không có nhiều màu lắm, cái này còn nhiều màu nè. Đợi chút. Đem màu gì trời? Đem màu nu đi. Cái chùm này còn cái nào, nãy ai chưa có vậy? 79 ngàn mấy chị nè, cái chùm 79 nè. Nãy ai chưa có vậy? Burberry Hồng Nhung nè. 79 nãy ai chưa có, còn sót lại cả nha mấy bà. Gì đây? Chữ ký nè. Chữ ký nè mấy bà, ai lấy chốt em luôn quần xòe nha. Rồi cái đầm maxi nè mấy chị ơi, dập ly nè, 105 giùm em luôn. Ngày nào không về hàng hết trơn hết trơn á. Ngày nào khách cũng hỏi cái mẫu này luôn á. Có thấy sợ. Nga Suka 79 ngàn. Bộ vàng em đang mặc là 105 nha. Bà đang lấy gì chốt giùm em. Vàng em đang là 105 nghìn. Em còn quần lại trên váy nhiều lắm. Mấy chị còn không nữa bé ơi. Xin chào mấy chị còn không rồi, đợi xíu nha. Rồi áo Mickey nè mấy chị nè, xem cái bà 39 ngàn cái nè. Cao 1m53 mặt dài quá không chị hông đây em ơi. 1m53 bất quá nó dài rồi, trên đầu gối chút xíu. Mấy chị coi này, vậy là 15 phân rồi nè mấy bà nghĩ đi. 10 phân là khoảng vậy nè, đâu chênh lệch nhau nhiêu đâu, cũng dễ mặc lắm. Đầm xanh dương hoa treo trên xào. Là lấy hay là xem vợ bằng một bà Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Đầm xanh dung hoa hả? Nó đầm hoa, cái đó cái dung hoa đó, đợi chút xíu rồi, 95 ngàn nha mấy bà. Đây nè. Áo 39 ngàn, áo Mickey mấy chị ơi, cái này mặc chung quần ống rộng này dễ thương lắm. Mickey hồng, Mickey tím, Mickey nu, Mickey xanh nha mọi người nha. Áo Mickey giùm em, 39 ngàn. Em lấy màu gì vậy? Đầm dập ly được. Đen dồn cho bé Hảo 105 ngàn nè. Lấy quần nông chị đang mặc luôn phải không? Ok. Dập ly em còn nhiều màu lắm mấy chị nè. Nhiều màu lắm. Ok, chị lấy cho em cái bao lụa màu lạ nha.
Ok nha Suka, ba lỗ màu lạ. Cái to không trời. Anh đã lắc lấy chưa gái ơi? Để anh lại đi lắc lấy cho. Em anh chưa vậy? Nha Suka. Ba lỗ màu lạ là lát còn ghi lại em. Ok. Dập đi vàng cho Bảo Trâm nè. Bảo Trâm nè, ok nè. Rồi, cái đầm này đẹp lắm, mấy chị ở hàng thiết kế nha, xe cho mấy chị 79 ngàn. Chốt em liền nha. Đầm 79. Cái này dễ thương lắm luôn, gọn cái. Rồi, cái xếp này dễ thương lắm, mấy chị ơi nè, xe cho mấy chị luôn nè, 89 ngàn nè, xếp hoa hồng nha mọi người nha. Hoa hồng 89 giùm em luôn. Đang mặc đó hả chị, đang mặc là 105 nha tình yêu. Đầm mắt tim đang mặc là 105 nghìn nha chế. Dễ thương lắm nha mọi người nha, em còn đúng bộ duy nhất luôn, 89 ngàn. Sang quá trời luôn, màu đen nữa chứ. Đang mặc em còn nhiều màu lắm mấy chị. Màu đen nhà em là em nói thiệt luôn, em bán suit. Nói chung là khách vô màu đen nhiều lắm mấy chị, với lại hàng em về màu đen cũng nhiều lắm. Ai lấy màu đen thì lấy nha mọi người nha. Rồi hôm nay em về thêm bảng màu mới mấy chị ơi, 105 nghìn. Trời ơi, bữa giờ em bán cái đầm này mới thực sự mấy chị luôn, khủng khiếp luôn mọi người. Bán nhiều lắm luôn rồi đó, hầu như khách nào vô cũng lấy hết trơn á. Đang hot quá trời quá đất luôn á cả nhà ơi. Rồi em có màu xanh lá mới về nè, màu đỏ nè mấy chị. Màu đỏ, màu cam sữa với lại màu xanh nha. Màu đỏ nè, cam sữa nó vậy với lại xanh giùm em luôn. 105 mà mọi người ơi, cái này đẹp lắm. Trời ơi, màu cam sữa này đẹp ghê không, xuất sắc ghê chưa. Đó lại màu xanh này, xanh đậu giùm em luôn. 105. Đầm này em bán hoài luôn á trời. Bộ giờ cho em bán xương xương cái mẫu này bán lẻ không nha mấy chị nha. Em 50-70 cái rồi đó. Em đã dập ly xanh lá. Trời đất ơi, sao mày không tùm anh nhanh một chút xíu đi bay ơi. Làm tao bỏ hàng được cái kìa. Lấy hai cả luôn đi gái, có 105 nghìn là đẹp gần chết vậy á. Xanh đậu dập ly cho Bảo Trâm. Tình lê hết màu xanh nè em ơi. Đổi màu khác giùm chị được không? Còn đỏ còn cam nè em. Hết rồi gái ơi nè. Cho em xem đồng hồng đi chị. Đồng hồng ok, đồng hồng là 95 nghìn nha em ơi. Dập ly. Dập ly có nung luôn nha Sung Sung ơi. Dập ly nè, bà gái kêu lấy màu tình lê, có lấy màu nâu không để nhường cho bà Sung Sung nè. Dập ly 105 nha mọi người nha, cái này có dây tăng đưa mấy chị ơi. Ai làm ngọc thì mấy chị kéo thấp xuống, mà em chưa làm ngọc em kéo cao lên tí mấy chị. Sắp làm ngọc rồi. Trời ơi, cái này mặt đẹp lắm chứ ơi, bán thiệt luôn á. Ok, tình la lấy nâu, vậy là hết màu nâu rồi gái ơi. Còn màu cam, là màu vàng. Màu cam, màu cam sữa. Màu đỏ với lại màu đen nha. Cam, cam sữa, đỏ, đen gái. Đen đẹp đó bà. Và mấy bà kêu mới lên kêu gì qua mất tiêu rồi ta. Đầm hồng phía sau nè. Cái này là đầm tiểu thư nha. Trời ơi, đầm này đẹp lắm mấy chị ơi, có 105 ngàn. Ở lượng quá có 99 ngàn à. Đây nè, em có màu hồng nè, màu hồng nhạt. Màu nâu với lại màu đen ha. Trời ơi, dễ thương lắm, cổ là cổ thêu luôn. Cổ là cổ thêu ha, đẹp xỉu luôn á. Còn mấy cái mấy chị ơi. Rồi, đầm này em xem cho mấy chị 99 ngàn luôn nha mọi người. Đầm này em xem 99 luôn. Cái này là hàng tơ kiến nha mấy chị nha. Vải rất là mắc luôn á mấy chị. Mà em xem mấy chị giá rẻ luôn. Đây nè, em còn nè, em có màu nâu tây nè. Cái này là màu kem nè mấy chị. Có lại màu hồng cánh sen nha, xem rẻ luôn. Rồi, bộ bóc bò rì này sale cho mấy chị nó đẹp của em luôn, 85 ngàn một bộ nè ha. Bộ bóc bò rì này sale 85 nghìn nha mấy bà nha. Cái này là một cái áo, nó có bo chun thêm một cái chân váy nữa. Dễ thương lắm luôn. Nè mấy chị nè, bóc bò rì giùm em nha, 85 ngàn. Đây có đầm hồng nhạc 99 nè, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Bảo Trâm nè, đẹp lắm luôn trời. 99, hồng tặng cho Nguyễn Thúy Lan. Hồng đậm cho Nguyễn Thúy
Lan nè. Sếp Phúc Bori này 85.000 nha mấy bà nha. Cho em. Chị có áo Tommy Burberry không? Dạ không chứ ơi, mất này sẽ đứng Burberry rồi chị. Rồi ai có cái đầm bông phía sau nè mọi người. Đầm bông phía sau này 95.000 giùm em ha. Cái này là cái zoom nha mấy chế ơi. Màu đen nè, màu vàng, màu xanh nè. Các bạn muốn coi màu nào thì ta cứ comment em hỏi từ đầu cho coi nha. Rồi ok giùm em luôn. Bộ Adidas này em còn một bộ màu hồng nè mấy chị. Em xe cho mấy chị luôn 89.000 nè. Màu hồng giùm em luôn, trời dễ thương lắm, hàng thể thao nha. Cái này là chất bu rip nha mấy chị nha, mặt đã lắm. 89.000 giùm em luôn. Cho em xem cái đầm trắng phía sau. Đầm trắng là trời mới lên luôn đó bé. Đầm trắng bông đó em, đúng không? Đầm trắng bông mới lên luôn đó cục cưng ơi. Rồi tiếp giùm em luôn. Áo sọc quý chị ơi, còn mấy cá nào sale 39.000 cá giùm em luôn ha. Áo sọc 39.000. Áo sọc hồng, sọc tím, sọc hồng đậm. Rồi cá dung xanh nha chị Nguyễn Ngọc Bảo Trân nè. Có lẽ cái màu này đẹp lắm nè mấy ơi. 7 màu mấy chị, sọc 7 màu nha, 39.000 cá em luôn. Em này mấy chị mặc chung quần ống rộng dễ thương lắm. Vải cũng dạng luôn nha mọi người nha. Màu xanh là còn cái nè. Nguyễn Ngân, ngày mai bên em sẽ gọi điện chốt đơn nha chị. Ngày mai bên em gọi chốt đơn nha. Nga Suka đó, cái áo sọc vàng, sọc 7 màu nè. Rồi chị có sọc chưa ta, em cũng không biết rồi chị ơi. Chưa có chị. Chưa có chị ơi. Đấy, em cái dập ly đen đỏ hai màu cho xung xung lên sức hỏi. Dùm nó 85.000, đánh nó được 95.000. Dập ly đen đỏ nè. Su nè, hai cái nè, ok nè. Trời ơi, cái set này cũng đẹp luôn mấy bà ơi. Má ơi, cái set này set bị đuổi mấy chị ơi. À, là cái áo sơ mi. Trời ơi, cái áo sơ mi này mấy bà ơi. Đúng dễ thương, đợi em tí nè. Chị set Phúc Bari sau bán lẹ không? Cái áo mà lấy đi 85.000, tặng kèm chân váy. Không lấy thì thôi bỏ chân váy lại. Không sao hết nha. Dập ly 105 nha, chuột gầy ơi. 105 nha tình yêu. Trời ơi, cái áo sơ mi này đúng dễ thương luôn. Chị nào mua hàng em là biết nè. Em sale cái áo sơ mi này cho bà gái là 69.000. Ai lấy cái sơ mi này xuất sắc luôn. Sơ mi chị Huỳnh Ngân, trời cái sơ mi này đẹp xỉu nha mấy bà. Không, cái sơ mi này sơ mi khác. Đâu ra lỗi gì trời, không biết luôn á mọi người. Tưởng cái lỗi đó hết nửa giờ luôn á. Đâu ra lỗi ra nè. Xung xung lên thông tin giùm em, xung xung ơi. À dạ đúng rồi chị, 95.000 á chị. Tại lần trước mua rồi mà thích kiểu sơ mi giống vậy hết rồi chị ơi. Hết rồi trẻ thôi. Có lộn chứ ơi, còn màu hồng 95 luôn. Trời em sao lộn á. Em sao lộn á chứ ơi, em tưởng hồi nãy em nhớ lộn. Cho em có cái đầm tay dài. Nãy chị lên nãy. Cái đầm tay dài hồi nãy chị lên. Ủa đây chị lên cái đầm tay dài nào ta. Hồi nãy chị lên có cái đầm có tay. Với lại cái đầm sắc nát, ba lụa ngược. Nó đẹp quá trời luôn. Rồi set 50 quý chị ơi, set dập lửa lộn. Set rút giùm em 50 đen. Set rút 50 đen nha mọi người nha. Set rút 50 hồng. Xếp rút mấy bà ơi, 50 đen, 50 hồng giùm em nè. Còn 2 bộ rồi trời. Xếp rút nha cả nhà ơi, 50 đen, 50 hồng giùm em luôn. Đầm tay dài hồi nào ta, hồi nào ta. Hồi nãy có đặt cái đầm này nè. Su su ơi, mua hàng hai cái đầm lên xin thoại giùm em đi chị. Trời ơi trời. Bà ơi, bà đừng có nói bà bước qua đời tôi nha bà. Bà lướt qua thôi nha bà. Bà mua
ngoài bao cái điện thoại của tiếp hàng cho bạn sao rồi? Sâu ơi, sâu ơi, đừng có sâu cà na nha sâu. Rút 50 cho Nguyễn Lê Hồng Nhung. Nguyễn Lê Hồng Nhung.
cái này có dây tăng đưa nè. Mấy bạn mày cấn đáy quá, mấy bạn kéo dây tăng đưa xuống giùm em nha. Sang không? 89.000 nha. Ừ, về đi, về bên mua riết cho ông bà gân nữa em. Về mua riết cho ông bà gân nữa đâu, yên tâm. Trời ơi, bộ này sao chứ bà chế 49.000 nè. Đẹp ha, trời, cái đầm cáo đẹp quá trời luôn á. Bộ hôm, chị về 2 ngày, chị về 2 ngày 100 cái gì không đủ bán luôn á. Khủng khiếp thiệt cái áo đó. Đây, về 2 ngày 2 ngày 100 cái áo luôn á. Ngày đầu về 50 cái gân, ngày sau về 50 cái riếp. 49.000 một bộ mấy chị ơi. Nó lộn 50.000 một bộ giùm em nè. Rất là dễ thương luôn. Nguyên một bộ quần ống rộng nha, 50.000 luôn. Màu xám, màu xám nha mọi người nha. Rồi ai lấy trước em luôn đi. 50.000, 50 quẹo lửa, quẹo lửa. Má ơi, cái này là siêu phẩm luôn. Ngố 59.000, ngố 55.000 màu trắng mấy chị. Ngố 55 màu trắng, em có một bộ ngố duy nhất. 55.000 hà, quá trời rẻ luôn. 50 cho Như Ngọc. Có mấy bộ mấy bà ơi, lấy đi thiệt luôn. Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, vải rất là xịn luôn. 50 cho Như Ngọc. Còn được 3-4 bộ nha mấy chị. Ráng mua 2 sản phẩm giùm em, hoặc là mua đơn trên 70.000. Ngố này đẹp lắm mấy chị ơi, có 50, 59.000, 55.000 chứ lộn. Ngó 55 kèm số điện thoại giùm em luôn. Mấy chị ơi, ai đang gặp vấn đề về khớp nhiều ký mặt dừa 58 cái trở lại mặt đẹp giùm em ha.
ha. Rồi bộ loa này còn bộ nè, xe cho mấy chị luôn nè. 79 ngàn, ai lấy chút em luôn. Loan 79 kèm số. Xeo luôn bộ loan nha, 79 ngàn. Ok, chụp hình ngon lấy bộ đen luôn nè. Hết rồi đúng không? Còn cái gì nữa ta? Đang tính lên cái gì mất tiêu rồi trời. Tôi mới lôi ra mà ta. Mới lôi ra mà. Tính like cái này nè mà chắc để ngày mai like luôn quá. Xét áo sơ mi quần ngủ. Đầm hoa nhiêu vậy chị? Đầm hoa nào ta? Đầm hoa để hai em 95 ngàn. Đầm hoa 95 ngàn dùm em, còn vàng, còn xanh, còn vàng, còn trắng, mà lại còn đen. Cái này là cái dùm hoa, phải có đầm hoa nha. Dùm hoa. Chuột gầy hết bộ đen rồi em ơi. Rồi em xả mấy cái này ra cho bà, mấy bà mua nữa rồi, đẹp lắm nữa bà ơi. Rất là dễ thương luôn. Cái quần bóng 59 ngàn nhà em còn đủ, còn nhiều nữa mấy chị. Quần bóng 59 ngàn dùm em ha. Còn Ngân lấy 3 set. 3 set bộ đấy hả? Cái này giá cao nha chị ơi, 85 nghìn lận nha chị. Tính để ngày mai mới like luôn á, đẹp lắm luôn nè. Còn Ngân nè. Bộ này dễ thương lắm, mấy bà cũng coi không? 95 ngàn bộ lận nha mọi người nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Cái áo là lụa dùm em luôn, thêm một cái quần hổ nữa. Có lộn 99 ngàn, bộ này 99 nha anh ơi, 95 xỉ. Xỉ 85 lẻ 99 ngàn một bộ luôn, rất là đẹp. Đây. Quần bóng 59 ngàn, 60kg đồ lại mặt đẹp. 60kg đồ lại giùm em luôn á. Cái bộ này là em 99 ngàn. Thôi để em bán cho mấy chị 95 ngàn luôn nha. Để có gì ngày mai em like 99, mấy bà đừng la làng với bà nha. Mấy bà la làng ngày mai 99 ngàn mấy đứa chửi tôi á. Giờ bán 99 nè mấy bà ơi, nên bà nào lấy thì chốt giùm em lẹ lẹ nha. Còn qua ngày mai bán 95 ngàn thôi chứ. Bây giờ bán 95, ngày mai qua là giờ là tính bán 99. Được chưa? Mẹ nào lấy thì lấy nha. Thay đẹp lắm, một cái áo sơ mi thôi mấy chị mua 80-90 ngàn rồi. Chứ đừng nói gì mua set bộ ngố giùm em. Cái quần này là siêu đẹp nè. Đẹp lắm luôn, có 59 ngàn một cái. Mấy chị nhận hàng về để mấy chị cười. Mấy chị ơi, đẹp xỉu luôn thôi mấy bà. Qua này em bán cái quần này chắc phải 50 mấy cái luôn đó. Em còn, em nhập về 60 cái giờ còn mấy cái hết hàng à. Mấy cái à. Ghê thì cái quần đó ngày hôm qua bán khủng khiếp thiệt. Áo ba lỗ ngồi còn cái vàng nè. Còn bộ ngố nào chị vừa hết xong. Dâm hoa nhiêu 95 ngàn nha chị. Tim sushi 95 nghìn một em. Đầu ok dùm em nha. Cái này là gì đây? Thiên Yết. Gọi điện không nghe máy đúng không bảo? Trời ơi. Áo sơ mi hiền hồ đúng không? Cho cái chị gì mới quăng qua luôn. Bảo lấy 3 cái màu hồng luôn á. Quần bóng đen cho Đào Huỳnh nè, 59 ngàn, trời cái quần bóng này đẹp dữ lắm, đẹp luôn, mặc chung cái gì cũng dễ thương luôn nha mấy bà. Hứa luôn, quần bóng này đẹp lắm luôn. Rồi áo khoác mấy chị ơi. Áo khoác Kenzo 69 ngàn nè, ai lấy chút em khoác Kenzo sáng nè. Để mấy bạn này lát hồi tao luôn thông tin mấy con nhỏ này lại hết. Để lần sau vô mua hàng tao không bán nữa. Con nhỏ Ngọc Si này nè. Trời ơi, má ơi. Khách họ cái bộ hồng quá trời luôn. Rồi để ngày mai gọi điện thoại cái nữa coi cho nó một cơ hội coi. Mấy con nhỏ này đợi qua đây đi cho một cơ hội đi. Ngày mai gọi điện thoại cái nữa coi. Cho qua đây cho một cơ hội coi. Bé Hảo lấy một cái áo khoác nè. 69 ngàn nè bé Hảo nè. Trời ơi trời. Bà tiền xung xây bỏ bà nghe rõ chưa vậy? 95 ngàn. Trúc Phương. Nhỏ này cũng hay mua hàng của mình mà ta. Trúc nè. Trời ơi má cái dung nó đẹp xỉu luôn má ơi. Ủa còn mấy cái rồi cho nó xong đi trời. Nè cái dương hồi nãy nói mấy chị này nhìn cho kỹ đi là 95 ngàn mà đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Màu trắng nè. Nè khách xạ lên nè mấy chế. Này hôm qua em bán quá trời quá đó.
mẹ quỷ thần ơi. Con nhỏ này nó ghen nè, nó dám bơm cái này của tôi là nó ghen nè. Áo sơ mi cho khách luôn. Đức Phương Huệ. 195.000 em đẹp lắm luôn. Cái bà đổ thảo này. Ê, nhắn tin là nhưng không có trả lời nè. Rồi bye bye mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều đã đón xem live của em. Ngày mai nha mấy chị ơi, em nhờ em nghỉ cho mọi người. Ok nhã Phương. Ok. Bye bye.